gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Mây Hạ và tác giả Tuấn Vũ. Mây Hạ thì hợp tác lâu rồi, còn Tuấn Vũ thì mới hợp tác với kênh được khoảng 3 4 câu chuyện gần đây thôi. Nhưng thuận thấy hai người bút này đều cực kỳ xuất sắc, đều rất là hay. À, câu chuyện của tác giả Mây Hạ sẽ được diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Alo, mày đang đâu đấy? Sao tao nhìn mãi vẫn không thấy mày đâu? Thanh dựng xe bên đường nói vọng vào trong chiếc điện thoại. Người đầu dây bên kia lên tiếng. Máy tao hết tiền không gọi được cho mày. Tao ở đứng đợi gặp người quen. Người ta chở tao về nhà luôn rồi. Cái gì? Thanh gầm lên, miệng méo sạch, như thể không tin vào tai của mình được. Mày nặng nặc đòi tao ra đón giữa đêm xong lại bỏ về trước. Mày không biết mượn máy người quen mày gọi cho tao biết trước à? à? À, à, ừ Tao xin lỗi Thôi về phòng đi rồi mai tao khao bữa nhậu Nhậu cái tiền sư mày Thành cúp máy Trong người anh bực bội vô cùng Nửa đêm nửa hôm đang ngủ ngon giấc Thì bị thằng bạn từ quê có việc đột xuất Nên quay về gọi ra đón Mặc dù đang ngái ngủ Sau một ngày làm việc căng thẳng Nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua chục cây số Ra ngoài ô thành phố để đón thằng bạn thân chí cốt của mình ấy vậy mà nó lại cho anh một vố khiến toàn thân ê ẩm lần này tao về mày chết chắc thanh lẩm bẩm đoạn anh leo lên xe vít ga quay về oái oam thay chiếc xe đi được tầm 5 phút thì lại gặp trục trặc nó kêu lên mấy tiếng biểu tình rồi tắt ngúm mẹ kiếp sủi dữ vậy không biết thanh bực dọc vỗ vỗ chiếc xe nhưng cố như thế nào thì cái xe cũng chẳng có phản ứng gì. Nhìn xung quanh mình lúc này lại chẳng có ai. Chiếc đèn đường yếu ớt soi xuống một đường dài hun hút, càng tô rõ vẻ âm u lúc bấy giờ. Trời ơi là trời, mệt mỏi kinh khủng. Thành vừa than vừa rút điện thoại ra định gọi cho ai đó nhưng rồi lại thôi. Trên thành phố hoa lệ này, anh chẳng quen biết ai ngoài gã bản thân, vừa cho anh một vố đau phải biết. Lần này nó chắc gì đã có xe mà phóng ra để đón anh. Thành thở dài, anh mệt mỏi dắt xe tiến về phía trước. Con đường dài cả chục cây số, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta phải mệt mỏi. Này à, cậu nhóc, đi đâu mà dắt xe thế kia? Xe hỏng à? Đang lưỡng thững dắt xe đi thì Thanh giật bắn mình bởi tiếng gọi của người đàn ông lạ mặt lúc này anh mới để ý đến người đang đứng bên vệ đường nhìn anh đầy nghi hoặc chẳng biết người đó đã xuất hiện từ bao giờ nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là đằng sau lưng người ấy còn sáng lên ánh điện của một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp rõ ràng ban nãy anh đi qua đoạn đường này làm gì có thấy ngôi nhà nào thậm chí đi cả con đường phía trước cũng chẳng thấy bóng dáng ai chứ huống chỉ là cả một ngôi nhà to đùng như thế mặc dù thắc mắc lắm nhưng anh vẫn lễ phép đáp lại cho đúng thủ tục ừ, vâng bác xe cháu không biết vì sao mà hỏng giữa đường lại chẳng gặp ai để đi nhờ cả người đàn ông trung niên chẹp miệng đoạn tiến đến gần hơn khiến cho thanh có thể nhìn rõ gương mặt đó là một người khá đứng tuổi chắc có lẽ cũng đến ngũ tuần gương mặt hiền hậu nhưng có chút gì đó nhợt nhạt không có sức sống trên cổ còn quàng cả khăn Mặc dù đang là thời tiết của mùa hè vô cùng oi bức, Thành lấy làm lạ lắm, người đàn ông ấy khiến anh cảm thấy vừa an toàn lại vừa bất an. Hai cảm xúc trái ngược nhau cứ thế lẫn lộn trong tâm trí của người thanh niên hơn 20 tuổi đầu. "Vậy cậu có muốn vào nhà tôi nghỉ không? Trời cũng đã đêm rồi, cậu đi muộn như vậy nguy hiểm lắm." Thành nghe vậy thì ái ngại lắm, không quen không biết lại làm phiền người lạ như vậy khiến anh hơi chần chừ. Nhưng rồi lại nghĩ đến quãng đường hiu quạnh phía trước. Đúng là đoạn đường này vắng vẻ, khiến anh cũng phải lạnh cả sống lưng. Còn chưa nói đến là đám nghiện hút còn rủ nhau đi chích thuốc. Giả sử không may mà gặp bọn ấy điên lên, thì anh chết như chơi. Vì vậy anh quyết định làm liều, tin tưởng người đàn ông trước mặt mà dắt xe vào bên trong. Khoảng sân nhỏ bé cùng với căn nhà siêu vẹo hiện ra trước mắt của Thanh khiến anh nghĩ ngay đến căn nhà hồi bé mình đã ở. Nó được xây bằng đất, mái lá chanh, nền nhà lộm trộm toàn đất đá. Lúc ấy túng thiếu lắm nhưng gia đình luôn quê quần bên nhau, chia ngọt xẻ bùi, đúng nghĩa của một tổ ấm hạnh phúc. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá, anh đã lớn và rời xa vòng tay của bố mẹ mình. Mái nhà kia cũng được xây kiên cố hơn, nhưng Thành đã chẳng còn mấy khi ở đó. Anh ôm giấc mộng làm giàu lên thành phố lập nghiệp suốt 5 năm nay Nhưng sao khó quá Nhìn khung cảnh hắt hiu xung quanh Lòng anh chợt nhói lên một nhịp Không biết bố mẹ anh giờ này ở nhà như thế nào nữa Bao tháng ngày không gặp Không biết ông bà có khỏe hay không Cậu ở nghĩ gì vậy? Bất ngờ người đàn ông lên tiếng khiến cho Thanh rứt khỏi dòng suy nghĩ Anh lắc đầu đáp lại ừ, Dạ, không có chuyện gì đâu ạ à. Chỉ là nhìn nhà bác cháu lại nhớ nhà mình hồi còn bé Người đàn ông bật cười Ánh mắt thoáng có một chút buồn thảm Tôi không vợ không con Sống có một mình còm cõi ở mảnh đất này suốt bao nhiêu năm nay Cây nghèo nó cũng đã gắn liền với mình Nên chẳng thể cất nổi một ngôi nhà khang trang hơn Thành không đáp anh cúi mặt nhìn xuống mặt đất như chính bản thân mình đang trôi về miền ký ức xa xưa người đàn ông thấy vậy tiến lại vỗ vai anh trấn an tôi à, lại kể linh tinh rồi cậu cứ để xe đó rồi đi vào trong với tôi vâng thành nhanh chóng theo chân người đàn ông đi vào bên trong cũng chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế uống nước cùng với chiếc chóng tre ọp ẹp thành khẽ khựng lại vì anh không sao tưởng tượng nổi Bây giờ vẫn còn người sống trong tình cảnh như vậy. Căn nhà quá đơn sơ, khiến anh cảm thấy mình đang xuyên không về quá khứ, chứ không phải ở thời đại 4.0 nữa. Cậu uống nước đi. Lâu lắm rồi mới có người vào căn nhà này, nên tôi cũng chưa kịp dọn dẹp gì cả. Thành lắc đầu xua tay. Ừ, bác đừng nói vậy, cháu không để ý gì đâu. Mà bác không có họ hàng thân thích gì hay sao, mà lại không có ai vào à? người đàn ông đặt chén nước xuống mặt bàn ánh mắt đăm chiêu nhìn về phương xa như hoài niệm lại chính cuộc đời của mình họ hàng đều ở nơi khác hiếm lắm mới có người qua nên ở đây mới hiu quạnh như vậy thành bấy giờ mới ngộ ra nhà của người đàn ông trung niên tuy nằm trên mặt đường nhưng lại ở chỗ hoang vắng lắm phải cách đây độ ba cây nữa mới có một khu dân cư nhỏ chẳng hiểu tại sao và bằng cách nào mà người đàn ông này vẫn sống lủi thủi lay lát nơi này trong tình trạng cô đơn như thế. Nếu là anh thì chắc chắn anh sẽ chuyển đi nơi khác mà sống, chưa chẳng chịu được bầu không khí vắng lặng này. Lâu lắm mới có người đến đây nói chuyện với tôi. Cậu có muốn nghe tôi kể chuyện hay không? Người đàn ông bất ngờ nhìn sang Thanh lên tiếng hỏi. Thanh tuy mệt mỏi trong người nhưng cũng chẳng có tâm trí nào mà ngủ nữa nên khi nghe thấy người đàn ông muốn kể chuyện thì hào hứng lắm anh nhanh miệng lên tiếng có chứ bác bác kể đi à người đàn ông nhàn miệng cười bất giác thành thấy toàn thân lạnh run da gà da vịt nổi lên rần rần nụ cười ấy tuy vô cùng bình thường nhưng sao anh lại cảm thấy có phần ma quái đến như vậy trước khi kể cậu cho tôi hỏi là cậu có tin ma có thật trên cõi đời này hay không thành xứng người lần đầu tiên anh được hỏi một câu dạng như vậy anh bình tĩnh đáp lại nói thật với bác là hồi bé cháu nghe bà cháu kể nhiều lắm và ngay trong làng cháu cũng có mấy người ma nhập hành xác mấy đêm nhưng à, bản thân cháu vẫn chưa bị thứ đó ám ảnh bao giờ cả nên để khẳng định có hay không thì cháu chưa dám đưa ra người đàn ông đăm chiêu nhìn ra bên ngoài như thể đang dắt thanh vào trong một phần ký ức của bản thân tiếng của ông vang lên đều đều làm cho thanh mơ màng lúc nào không hay bất giác trước mặt anh hiện ra một khung cảnh vô cùng lạ lẫm với những con người ăn mặc nhếch nhác khác xa so với thời đại của anh bác nắm bác đi đâu vậy một cậu thanh niên chạy lon ton theo sau người đàn ông lên tiếng hỏi ngay lập tức người ấy đáp lại thằng tú đó hả bác phải ra gốc đa đầu làng xem bọn nó định làm gì Chúng nó định chặt cây đa để xây đường đó bác Tú nhanh miệng đáp Bác nằm nghe vậy mặt hầm hầm sát khí Chạy nhanh ra phía đầu làng Lúc này bọn quan tay đã đứng sẵn ở đó Chúng chỉ chỉ trò trò lên cây Nói thứ tiếng lạ lẫm khiến tất thảy mọi người đều không thể hiểu Bác nằm đến nơi Liền sấn sổ đến mà nói liên lịa Chúng mày đến đây làm gì? Định chặt cây đại thụ làng chúng tao à? Bọn Tây chẳng hiểu tiếng Việt nên mặt cứ ngơ ra Đến khi nghe phiên dịch viên giải thích Chúng mới cần cổ lên để chơi Bọn dân đen chúng mày có quyền gì mà hỏi Khôn hồn thì cút ngay đi cho tao Bác nằm tức lắm Bác Toàn mang rào ra sống chết với bọn chúng Nhưng ngay lập tức đã bị bà Năm ngăn lại Ôi ông ơi Chúng nó có súng đấy Ông mà chết thì tôi biết sống với ai Bà bỏ tôi ra chúng đã định chặt cây đa làng mình bà biết điều đó là cấm kỵ mà điều bác năm nói là hoàn toàn đúng bởi từ trước đến nay con dân trong làng đều vô cùng kính trọng cây đa cổ thụ này bên dưới còn xây hẳn một cái miếu thờ thần cây mà người dân lập lên mong cầu được cuộc sống ấm no hạnh phúc mấy tay tay nghe vậy thì cười lên khà khà trung mày đúng là một cái lũ thần kinh tao cứ chặt cái cây này đi đấy để tao xem chúng mày làm được cái gì nói đoạn mấy tay tay giơ súng lên trời bắn liên tiếp mấy phát làm cho ai nấy đều vô cùng hoảng sợ chúng là lũ thực dân đang đi cướp nước có chuyện gì mà chúng không dám làm cơ chứ việc chặt bỏ cây đan này cũng chính là để bọn chúng dọn đường xây dựng cho một lối đi vận chuyển mới vừa phục vụ mục đích quân sự của bọn chúng lại vừa có thể hanh thông con đường đi lại Bác nằm tức lắm Dù bọn chúng đã đi xa Nhưng bác vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng của bọn cướp nước Chúng đâu biết được rằng Bản thân đã động đến một thứ vô cùng ghê sợ Và hối hận cũng đã không kịp Bác nằm nhếch miệng cười Một nụ cười đầy ma quái như thể đó không phải là bác nữa Đến đây Để xem chúng mày có sống nổi để quay về không Ngày sáng ngày hôm sau Lỗ tay sai đang lam lam đi tới với cây đa Chúng dâm gian bàn tán với nhau Một điều gì đó trước khi ra tay bổ những nhát đầu tiên vào thân cây cổ thụ Bác nằm cùng với dân làng đã đứng chờ từ lâu Bác đứng yên nhìn bọn chúng mài sao mài cưa Vẫn còn đang cười lên hô hố mà nhuẹn miệng cười đầy bí ẩn Tên quan tây bấy giờ mới đi xe tới Hắn ngách mặt lên nhìn tán cây rộng lớn Đã ở đây biết bao nhiêu năm mà gán giọng Mày cũng sẽ như đám sâu bọ của dân tộc mày mà thôi Sớm muộn gì cũng phải quỳ gối dưới ách đô hộ của chúng ta Nói đoạn Hắn hất mặt ra hiệu cho đám tay sai của mình làm việc Nhưng lạ thay những chiếc dao chiếc cưa Cứ chạm vào thân cây lại bị gãy làm đôi Mà thân cây lại chẳng bị ảnh hưởng một chút nào Một tên tay sai thấy lạ quá Lần đầu tiên hắn mới thấy hiện tượng lạ như vậy trong cuộc đời Nên vội chạy đến tên quan tây thở hổn hển nói Thưa ngài Cây này không chặt được Tên quan quắc mắt ra nhìn Miệng rít lên từng tiếng Sao không chặt được Chúng mày to như con trâu mộng thế kia Mà lại không chặt được nổi một cái cây hay sao Tên kia nhìn ánh mắt của quan thì sợ lắm Hắn lùi lũi quay lại nhìn đám đồng bọn của mình ra hiệu làm tiếp Chúng lấy thêm những con dao Chiếc cưa mới hơn để làm việc Bất ngờ một tiếng hét vang lên khiến cho tất thảy mọi người đều vô cùng kinh sợ chẳng biết một tên làm ăn như thế nào mà để chiếc dao cắm thẳng vào chân máu chảy ra đầm đìa một tên khác thì bị lưỡi cưa ghim thẳng vào trong bụng ngã vật ra đất giật lên mấy cái rồi chết tươi tại chỗ thần cây về đấy thần cây đó một người buột miệng hét lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang hiện ra trước mắt gã quan tay thấy đám tay sai của mình kẻ bị thương người chết thảm cũng há miệng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì chúng mày đúng là một lũ ngu có việc chặt cây mà cũng bất cẩn như vậy còn không mang xác nó ra mà chặt tiếp đi cả đám lính nghe vậy thì tái mặt chúng đều cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh buốt lan tràn khắp cơ thể của mình từ lúc đến đây chúng nhận ra nơi này đang có thứ gì đó vô cùng kinh khủng khiến không ai dám tiến lên nửa bước chúng sợ rằng khi động vào cái kia thêm một chút thôi là đầu lìa khỏi xác ngay lập tức bấy giờ tay phiên dịch mới tiến đến ghé sát tai của hắn mà thì thầm nghe xong hắn ta trợn tròn con mắt ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi nhưng ngay lập tức hắn ta vứt chiếc mũ trên đầu của mình xuống đất chạy đến gốc cây cướp lấy một con dao to bản trên tay của một tên lính mà gầm lên ma này quỷ này thần cây này Mỗi lần gần giọng Hắn lại giáng xuống cái cây một nhát bổ đầy căm tức Đến lúc ngồi ngoài Hắn mới nhận ra cái cây kia chẳng bị xây sát một chút nào cả Mà trong ổ bụng của gá đã lỗ chỗ toàn vết đâm Bấy giờ hắn mới cảm thấy cơn đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể của mình Miệng hắn ọc ra một ngụm máu tươi Rồi khủy gối trên mặt đất Gã quan tây chỉ tay lên tán cây sáng chói ánh mặt trời mà kinh khiếp có quỷ Nói đoạn Hắn ngã vật ra đất chết theo tên tay sai của mình Cái chết của tên quan tây Khiến ai nấy đều kinh sợ trở về nhà Bác Năm nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy Chỉ cười nhạt một cái rồi quay đi Sau ngày hôm đó Vẫn có một số kẻ ngoan cố quay lại để chặt cây Nhưng kẻ thì chết thảm Người thì tàn phế Nên dần dần chúng chẳng còn dám đến đây nữa Con đường cũng phải làm chết đi hướng khác có chuyện lạ vậy hả bác Thành tò mò lên tiếng hỏi Khi người đàn ông đang dừng lại lấy giọng để kể tiếp Không những thế mà còn nhiều chuyện khác nữa Mà cậu không tưởng tượng được đâu Bác Năm tiếp tục kể tiếp câu chuyện của mình Sau đợt ấy vẫn còn những kẻ cả gan bán bổ thần Phật Ác miệng chửi bới những nơi linh thiêng Tìm đến để xem câu chuyện có thật hay không Hồi ấy làng có một ông tên là Tân Ông này tính tình nóng này lại bê tha rượu chè Nên ai cũng ngán Không muốn tiếp chuyện với ông ta Ngày hôm ấy cũng như mọi hôm Lão Tân say rượu chân nam đá chân chiều Đi khắp làng mà chửi bới Lão cứ cầm chai rượu lên mà tu ứng ực Lão chửi nhiều lắm Chẳng biết lão chửi ai Nhưng mồm lão cứ bô bô ra trông đến tội Ấy vậy mà chẳng ai ca thán lấy một lời Vì họ đã quá quen với cảnh tượng này Nên chẳng thèm quan tâm đến lão Lão không thấy ai ho he gì đến mình Thì cảm thấy bị khinh thường lắm Liền mò ra đầu làng nhìn lên cây đa mà chơi Thần Phật cái mẹ gì cây đa này Chỉ dùng để dọa người là tài thôi Nói đoạn Lão vạch quần ra tiểu ngay tại gốc cây Khiến những người đi qua ai nấy đều há hốc miệng Lão Tân Lão làm cái trò gì vậy hả Một người đàn ông vội lao đến can ngăn nhưng ngay lập tức bị lão tân đẩy mạnh ra xa Lão lèm bèm trong miệng Ông đi ra Chuyện nhà ông à Mà lắm sự thế Tôi buồn tiểu thì đi tiểu Chứ sao một miệng há hốc thế kia Ông có biết cây đàn này thiêng lắm hay không Hôm trước mấy tay tay đã chết ở đây rồi đấy Ông không sợ hay sao Mà còn phạm vào như thế Lão Tân kéo quần lên Hai mắt cố mở to hết cỡ mà nhìn cái ông miêu này lắm chuyện thật đấy Chúng nó chết là do chúng nó ngu Chứ có bị ai giết đâu mà sợ Ông Lão miêu nghe vậy thì chẳng nói thêm được câu nào nữa Lão bất lực nhìn người hàng xóm Cứ ngẩng cổ lên trời Mắng xa xả vào cây thiêng Bất ngờ từ trong miếu Một con rắn trắng bỏ ra thẻ lưỡi dọa người Nó nhìn đám người bằng cặp mắt vô cùng tức giận Như thể muốn lao đến ngay lập tức nó bỏ lên mái của căn miếu Thân thể dài ngoãng trễ về phía lão tân Như thể muốn cắn nuốt Lần đầu tiên trong cuộc đời của họ Nhìn thấy một con rắn trắng đến như vậy Nên ai nấy cũng đều e sợ vài phần Lão miêu vừa giật lùi ra đằng sau Vừa run rẩy gọi Lão Tân Lão đi ra đây mau Không còn rắn ấy nó cắn thì chỉ có chết thôi Một người đàn bà khác lên tiếng Cẩn thận đấy, đừng có động vào mà bị quật cho thì chết cả nhà. Đúng vậy, chắc chắn lão Tân tiểu bậy vào cây nên đã chọc giận thần Phật ở nơi đây. Lão mau về chuẩn bị lễ mà tạ tội đi. Lão Tân nghe vậy thì hơi sợ nhưng có chút men rượu trong người, lại có tính sĩ diện cao nên lão vẫn cứ hùng hổ mà tiến đến gần hơn. Nhưng bước được vài bước, lão lại quay lại chỗ đám đông, lao đến một người đàn bà đang cầm cuốc mà giật lấy rồi chạy nhanh đến chỗ con rắn trắng một phát bổ xuống sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng gì chỉ nghe thấy từng tiếng cuốc bổ xuống nghe vô cùng giận người lão tân trời ơi là trời lão điên mất rồi lão miêu cùng mấy người khác lao lại thì đã chế mất rồi con rắn trắng đã bị đập đến máu me bè bét mái của ngôi miếu nhỏ cũng bị lão tân đập cho sứt mẻ một bên lão đánh chết con rắn thì sung sướng lắm miệng rú lên Đấy tôi đánh chết nó rồi Để xem có ai về vật tôi chết hay không Nói đoạn lão vứt cây cuốc dính đầy máu xuống đất Rồi phăm phăng trở về nhà Lão Tân trở về nhà thì thấy vợ đang khóc lóc sụt sùi Nhìn thấy bóng của lão bà Mai liền lao ra Ông ơi là ông Ông hết việc làm rồi hay sao mà lại ra phá ngôi miếu đấy? Hóa ra bà Mai không biết được ai kể Mà đã rõ hết mọi chuyện lão tân làm Thấy vợ khóc lóc ỉ ôi Lại la hét to quá Khiến cho lão không chịu được Mà hất mạnh cánh tay bà ra Rồi quát lớn Bà có im cái mồm đi không Toàn cái lũ mê tín dị đoan Bà mà nói thêm câu nào nữa Thì đừng có trách lão này ác Nói đoạn Lão lao lên giường nằm dài đánh một giấc thật ngon còn bà Mai vẫn cứ ngồi khóc sụt sùi đầy thê lương Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân Lão Tân đang mơ màng chìm vào trang giấc ngủ Thì bất chợt nghe thấy tiếng người gọi cả họ và tên của mình Lão bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh Ở cái độ tuổi 50 này Đã từ lâu lão chẳng nghe thấy ai gọi cả họ tên của mình như thế Nguyễn Văn Tân cái gì? Đứa nào gọi thế? Ai cho mày gọi tao như thế? Tao mà gặp là tao vả vỡ mồm bây giờ. Ngay lập tức, lão đáp lại khi nghe thấy tiếng gọi kia thêm một lần nữa. Lão nhộm dậy. Mới đó thôi mà bầu trời đã tối ôm. Lão cất tiếng gọi. Bà ơi, có ai vào nhà mình à? Nhưng đáp lại lão chỉ là bầu không khí im lặng vô cùng. Lão mỏ mẫm bước ra bên ngoài nhưng ngay lập tức đã bị thứ gì đó níu bàn chân lại Phía dưới chân của lão Một thứ gì đó nhơm nhớp đang quấn quanh bàn chân Khiến nó cứng đờ không thể nhúc nhích Lão từ từ nhìn xuống dưới thì hỡi ôi Còn đáng trắng to tướng chẳng biết từ đâu mò đến Đang quấn chặt lấy chân của lão không buông Bà, bà ơi Lão hét lên đầy sợ hãi Bao nhiêu men rượu trong người đã tiêu tán hết cả đi lão muốn chạy muốn hét lắm nhưng toàn thân đã đông cứng lại không thể di chuyển đi bất cứ nơi đâu con rắn trắng nhìn quen lắm đó chính là con rắn mà lão đã độc ác ra tay đập chết chiều nay ở ngôi miếu nó từ từ bỏ lên người của lão cái lưỡi thẻ ra trông vô cùng kinh sợ sao mày giết tao sao mày đập nhà của tao bên tai của lão vang lên tiếng nói của con rắn Tiếng nói âm u lạnh lẽo đến gai người Lúc này con rắn đang đối diện với gương mặt của lão Cặp mắt nhìn lão đăm đăm đầy oán giận Xin, xin thả cho tôi Lão cố gắng thốt ra mấy câu ngắt quáng Nhưng không có tác dụng gì cả Con rắn ngày càng siết chặt lấy lão hơn Khiến cho toàn thân lão tím bầm Bất ngờ Nó lao đến ngoạm vào người của lão một cái đau điếng Khiến cho lão giật mình tỉnh dậy Hóa ra tất cả những gì mà lão vừa chứng kiến Chỉ là một cơn ác mộng Lão thở vào một cái Như thể vừa trở về từ quỷ môn quan Nhưng lão bất giác đưa tay sờ lên cổ Nơi con rắn vừa cắn vào thì sật mình tá hỏa. Từ bàn tay của lão Mùi tanh của máu sọc lên khiến lão lợm rộng Lão kinh hái hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Bà Mai đang ngồi thái rau lợn ngoài vườn Nghe thấy tiếng la hét của chồng thì vội vã chạy vào bên trong đến nơi thấy chồng đang lên cơn co giật cổ bị thứ gì cắn cho chảy máu ròng ròng bà sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau cố gắng lắm bà mới lên tiếng cầu cứu hàng xóm mọi người xung quanh nghe tiếng la hét của bà không chần chừ gì liền lao đến xem xét tình hình lúc này lão tân đã không còn co giật nhưng gương mặt đã tái xanh tái sáng như người chết sau ngày giết rắn đập miếu ở gốc cây đa lão tân trở nên điên dại vô cùng Lão la hét vô cớ và hành động y hệt như một con rắn Lão bỏ trườn lên mặt đất Lưỡi lẻ ra thụt vào Khiến những ai chứng kiến đều cảm thấy sợ hãi Từ ngày hôm đó lão chẳng còn thần thức của một con người nữa Mà sống một cuộc sống như con rắn vậy Một hôm người làng nghe thấy tiếng hét của bà Mai liền nhanh chân chạy sang xem xét tình hình Lúc này lão tân đang bỏ lê bỏ lết trên mặt đất Cả người lão gầy quát lại như người bị bỏ đói lâu ngày Bà Mai đang quỳ sụp xuống đất khóc lóc ỉ ôi Các bác ơi cứu chồng em với Ông ấy cứ thế này suốt Bà nãy còn định ngờ uh, chùi luôn vào bếp củi thiêu mình Mày là em lôi đã kịp thời Không thì ông ấy đã đi từ lâu rồi Bác nằm bấy giờ đến nơi thấy tình hình không ổn Liền tiến đến hỏi han đủ điều Lúc này lão tân bất ngờ cười lên khanh khách Lão từ từ đứng dậy Chỉ tay về phía của đám người mà gầm rú Chúng mày phải chết Chúng mày sẽ phải chết Nói đoạn Lão ọc máu chết luôn tại chỗ Trước sự kinh ngạc của mọi người chứng kiến Đám tang của lão được tổ chức ngay sau đó Nhưng lạ thay lúc đưa quan tài xuống hố Thì bất ngờ một con rắn trắng từ đầu bỏ đến Nằm cuộn tròn trên nắp của quan tài nó nằm im lìm mặc kệ cho mọi người có xô đuổi như thế nào Lần này ai nấy đều chắc chắn rằng Lão Tân đã bị thần miếu quay về để báo thù Và con rắn trắng kia Chính là hóa thân của vị thần ấy Con rắn nằm một lúc lâu đến khi chiếc quan tài rung lên một hồi kịch liệt Thì mới chịu bỏ đi Bà Mai sớm đã ngất xỉu từ bao giờ Nên phần việc còn lại đều một tay họ hàng làm hết kể từ đó người làng càng thêm tin tưởng vào ngôi miếu thiêng dưới gốc cây đa này hơn cứ hễ có việc gì hệ trọng là họ lại mang lễ sang để khấn vái đến khi đất nước hoàn toàn được giải phóng ngôi làng này cũng biến đổi theo thời gian họ tiếp thu những tư tưởng mới và đặc biệt là hô hào nhau bài trừ mê tín dị đoan mặc kệ cho các ông các bà các cụ có kể biết bao nhiêu câu chuyện đi nữa thì họ cũng chẳng lấy làm tin tưởng Hồi miếu cũng dần bị bỏ hoang không ai khói lửa Trong làng bấy giờ Có một anh tên là Ngãi Anh này dũng cảm lắm Chẳng việc gì mà anh ta không dám làm Đêm hôm đó Ngãi cùng với hai người bạn của mình Chảy chiếu cạnh gốc đa uống rượu Rượu vào lời ra Chẳng mấy chốc mà sinh ra những mâu thuẫn Ngãi Mày có tin trên đời này có ma không? Tuấn lên tiếng, người khẽ run lên vì cơn gió lạnh vừa mới thổi đến Tại nghĩa nghe thấy vậy Lấy làm e sợ mà đáp Mày bị điên hay sao mà hỏi chuyện đấy Đêm khuya thanh vắng Lại chỗ ít người Nói đến ma quỷ mà tao sờn hết cả da gà rồi đây Ngãi nghe thấy vậy thì bật cười Anh ta không ngờ hai thằng bạn Mới chiều nay hùng hổ rủ anh đi ra đây Để uống rượu Nay lại nhát như vậy Chúng mày im mẹ mồm đi Ma quỷ nào Toàn là dọa nhau thôi Tao sống đến 30 tuổi đầu rồi Mà có thấy con ma quái nào đâu Thấy khi thế của ngái có vẻ sôi sục, Tuấn lại tiếp tục chêm vào Các cụ nói rồi Ngày xưa cây này thiêng lắm Giết chết mấy người dám phạm vào nó rồi đấy Mày đừng có mạnh miệng Mà về lại bị quật cho xuống âm phủ Anh ngái nghe thằng bạn nói Mà phá lên cười Anh vốn là một người chẳng tin vào ma quỷ Nên ngay lập tức đáp lại nếu như mày nói thì ma quỷ thần thánh gì đó Toàn là những thứ không có thực thể Thì làm sao giết người được Nói đến đây Mày không thấy vô lý à Nói đến đây anh đứng phát dậy Chống nạnh nhìn lên cây mà quát lớn Tao đây đích sợ con ma hay thần thánh nào cả Có ngon thì về đây Tao bóp chết luôn tại chỗ Chứ ở đó mà giết người Ngại lớn tiếng là như vậy Nhưng chính hai ngày hôm sau Anh ta gặp chuyện thật khi mọi người vẫn còn lục đục chuẩn bị đồ để ra đồng Thì nghe thấy tiếng của chị Hà Vợ của anh Ngãi là hét thất thanh Người làng nhanh chóng chạy sang nghe chị Mếu Máu khóc lóc Cấp bác ơi! Chồng của em đi đâu mất rồi cấp bác ạ? À? Lúc này Tay Tuấn liền đi đến hỏi Hôm trước à, nó uống rượu với chúng tôi xong về rồi mà Chắc nó đi đâu trời thôi Sao cô phải lo thế? Chị Hà liền ngồi thụp xuống đất lau nước mắt hôm qua anh ấy về người toàn mùi rượu là em biết anh ấy đi cùng hai anh rồi anh ấy về thì ngủ ly bì suốt em gọi mãi không chịu dậy miệng thì cứ ú ớ tha cho tôi tha cho tôi em hốt quá liền chạy sang thầy lang lấy thuốc nhưng về thì đã chẳng thấy anh ấy đâu nữa em đợi cơm đến tối nhưng vẫn chẳng thấy anh ấy đâu em thức từ đêm đến sáng thì em ngủ quên mơ thấy hồn anh ấy về khóc lóc mai ơi, anh chết rồi em ơi Em sợ quá, liền bật dậy hét lớn Các bác xem có phải là anh ấy gặp chuyện gì bất chắc được không các bác Lúc này anh trai anh ngãi tên là Quảng mới chạy sang Nghe đệ em giàu nói vậy vừa bực vừa lo Ờ hay cái thím này, toàn ăn nói linh tinh Mà lạ thật, từ trước đến nay chỗ ấy đi đâu đều thông báo trước cho vợ một tiếng Ấy vậy mà đi suốt từ hôm qua không về thì lạ quá đoạn anh quảng quay sang mọi người ái ngại nói: các bác à, nếu nghe được tin tức gì về thằng ngãi nhà em thì thông báo cho thím hà đây một tiếng. bây giờ em chạy sang mấy nhà khác xem như thế nào. các bác à, cứ về trước đi ạ. À. vậy là anh quảng đi cả ngày dò la tin tức nhưng cũng chẳng phát hiện ra tung tích của anh ngãi. đến mãi 9 giờ tối anh mới về nhà của em trai mình, gương mặt ủ rột thông báo tình hình anh đi khắp các nhà rồi mà vẫn chẳng thấy chú ấy đâu thì uh, chú tím hôm qua có cái nhau gì không mà chú ấy lại bỏ đi như thế chị hà lắc đầu nguẩy ngoài, ngoài không có đâu anh em đi lấy thuốc về thì đã chẳng thấy anh ấy đâu nữa rồi anh quảng đăm chiều vậy thì lạ thật vô duyên vô cớ anh ngãi lại mất tích nhanh đến như vậy anh còn chạy hẳn sang làng bên xã bên để hỏi thăm nhưng tung tích của anh ngái vẫn bạt vô âm tín lúc này tuấn và nghĩa cũng lù lù xuất hiện Ngãi về chưa cô hả vẫn chưa hai anh ạ à? hay là nghĩa bất ngờ bỏ lựng câu nói khiến cả chị hà và anh quảng đều sốt sắng cả lên cả hai mau chóng hỏi anh biết chuyện gì thì nói đi chứ sao lại úp mở như thế nghĩa nhìn sang tuấn Gã khẽ gật đầu thì Nghĩa mới bắt đầu kể lại câu chuyện hôm đi nhậu Kể xong gã băn khoăn hỏi Có khi nào thằng gái lỡ miệng nói thế Nên bị thần cây đó bắt đi rồi hay không Câu nói của Nghĩa khiến chị Hà hoàn toàn sụp đổ Chị lăn người xuống đất mà gào thét Anh ơi là anh Sao anh lại dạy dột như thế Anh Quảng nghe xong gương mặt chịu nặng Chuyện ma quỷ đối với anh Là thứ gì đó vô cùng bí hiểm mà bản thân chưa từng gặp phải. Anh cũng như em trai của mình không tin vào những chuyện như thế. Tự nhiên linh tính mách bảo thế nào mà anh trai anh ngãi mới giật mình đứng phát dậy nói. Chắc là nó vẫn ở đâu đây thôi. Mọi người nghe vậy bèn thử quay lại tìm. Chị Mai vẫn không kìm được nước mắt. Cả căn nhà này có nơi nào là chị chưa từng tìm qua đâu cơ chứ. Mà nếu như anh ngãi ở đây thật thì tại sao khi nghe thấy chị gọi tên vẫn không trả lời Anh chị đâu có giận dỗi nhau điều gì Mà khiến anh phải cư xử như thế Anh Quảng cầm theo chiếc đèn pin ra đằng sau vườn để tìm kiếm Thì bất ngờ có tiếng người nói vọng bên tai Nó chết rồi Ra ngoài ao vườn mà tìm xác Tiếng nói âm u lắm Nó vừa cất lên Toàn thân anh đã nổi hết cả da gà Ai vậy? Sao lại nói như thế? Anh nhìn ngó xung quanh thì chẳng có một ai Lúc này mồ hôi trên trán đã nhễ nhại Cố lắm anh mới nhích được một bước chân Anh Quảng đi theo sự mách bảo của thế lực vô hình kia Mà đi ra ngoài ao vườn Chỗ này chiều nay anh cùng với chị Hà đã đi qua để tìm Nhưng không hề có dấu vết gì của anh ngãi Anh lê đèn pin ra xa dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn điện Thì anh sững sờ khi thấy thi thể anh ngãi bỗng nổi lên khỏi mặt nước cái xác vẫn đang xếp chân trong tư thế ngồi ngay cạnh mạn thuyền của anh chứ chẳng hề bị dòng nước cuốn đi trong khi ở đó chẳng có vật cản nào giữ lại anh quảng hét lên đầy kinh sợ vì rõ ràng chiều nay ở ao này chẳng hề có con thuyền nào cả và càng không có xác của anh ngãi trôi lập lờ trên đó nghe tiếng hét của anh chị hà cùng tuấn và nghĩa cũng nhanh chóng chạy đến nhìn thấy thi thể của chồng nằm im bất động trên làn nước lạnh lẽo Chị Hà rú lên đầy bất lực Anh ơi là anh Sao lại ra nông nỗi như thế này Rồi ơi Trong lúc chị Hà còn đang khóc lóc vật vã Thì anh Quảng đã lao xuống vớt xác em trai lên Nhìn thân thể đã lạnh toát của đứa em Mà người thường ngày kiên định như anh Cũng không khỏi kìm được nước mắt Anh ngãi được mọi người khiêng vào đặt giữa sân nhà Hai mắt anh vẫn mở trợn trừng như thể trước khi chết đã thấy điều gì gây sợ lắm đúng lúc ấy một con rắn trắng từ đâu bò đến bò lên người của anh ngãi rít lên từng tiếng để đe dọa tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn ai cũng cho rằng anh ngãi đã làm gì đó phạm đến ngôi miếu thiêng nên bị trừng phạt bằng cái chết vô cùng thương tâm có lẽ điều đó đã khiến cho những người không tin vào chuyện ma quỷ cảm thấy bực mình một người đàn ông lên tiếng gắt nhẹ các bà có im đi không Thằng ngãi nó chết thảm thế kia Mà các bà cứ lôi ra bàn tán là như thế nào ma với chặt quỷ Người còn chưa ăn ai Cứ ở đó mà ma quỷ vớ vẩn Đang trong cơn đau buồn Lại nghe những lời dị nghị bàn tán của người làng Khiến anh Quảng không kiềm chế nổi Mà đứng phát dậy Lấy cây khẩy con rắn ra một chỗ thật xa Trong lòng anh lúc này bộn bề những dòng suy nghĩ Bởi tiếng nói ban nãy quá chân thật và anh cũng chẳng dám khẳng định Trên đời này không có ma thêm một lần nữa Anh nhìn con rắn bằng ánh mắt căm hận Nếu như đúng như lời kể của dân làng Thì con rắn kia chính là hóa thân của thần miếu Và chính nó đã giết chết người em trai yêu quý của anh Một lát sau con rắn vẫn bỏ vào Lần quẩn theo quanh chân anh ngãi Anh Quảng lại đích thần tóm nó đem bỏ ở nơi xa hơn Nhưng rồi nó lại hiện diện trong nhà năm lần bảy lượt bắt nó ra khỏi nhà bỏ ở những nơi mỗi lúc một xa hơn có khi cách nhà cả quãng đường thật xa vòng vèo đến độ hoa hết cả mặt nhưng nó vẫn về được làm cho anh vô cùng bực mình anh ngãi bực quá liền đem nó nhốt vào trong một cái chum kín mít anh nhìn nó mà gằn lên từng tiếng sau đám tang nhất định tao sẽ giết mày tiếng kèn trống vang lên đầy thê lương trong ngôi nhà yên bình này tiếng khóc vật vã tiếng người gào thét hòa lẫn với nhau tạo nên bầu không khí thảm thương vô cùng trời đã sáng nhưng chẳng ai có tâm trí để đi làm nữa mà tụ họp hết ở nhà chị hà để phụ làm ma chay cho anh ngãi ai nấy đều tiếc thương cho người thanh niên hiền lành tốt tính lại ra đi lúc tuổi đời còn quá trẻ Bầu không khí u ám cứ thế bao trùm khắp không gian cho tới đêm khuya Anh Quảng vì lo đám ma cho đứa em Mà quên mất việc nhốt rắn chung chung Chỉ khi nghe thấy tiếng người hét lên từ đằng cổng Thì anh mới giật mình đứng phát dậy chạy ra ngoài xem xét Lúc này đám người đã bu kín cả cổng nhà Anh ấy đều kinh hoàng trước hiện tượng lạ đang xảy ra trước mắt của mình xác đán chất chồng cao thành một đống Đến đầu gối có đến hàng chục con từ nơi đó phát ra mùi tanh tưởi của xác chết khiến tất thảy đều vô cùng khó chịu anh quảng tức giận hét lớn là ai đã để đống xác rắn này ở đây lũ ác ôn thất đức cũng có ngày gặp quả báo mà thôi ngày anh tức giận quát xa xa khi người em vẫn nằm trong quan tài người bác ruột vội đi đến thanh minh thằng quảng bớt nóng đi lúc bác là đầy thấy lũ rắn bỏ chồng lên nhau rồi tự dưng chết ở đó chứ chẳng có ai vứt ở đấy cả Nghe người bác ruột nói Chẳng nhớ anh Quảng mà tất cả mọi người đều vô cùng ngơ ngác ngạc nhiên Trên đời này lại có sự lạ như thế hay sao? Lỗ rắn tự dưng không đâu lại kéo đến đây để chết Điều đó khiến cho mọi người vô cùng ghê sợ Anh Quảng cố lấy lại bình tĩnh Đoạn anh mệt mỏi lên tiếng nhờ vả Vậy thì mọi người dọn giúp ma cháu chỗ này với Đừng để cho thím Hà biết Mà thím ấy lại suy nghĩ nhiều Ngày hôm sau Số người đến đám tang ít hơn hẳn Họ sợ rằng sẽ bị vận xui Nhà chị Hà bám lấy Mà gieo rắc nỗi kinh hoàng Cho chính căn nhà của mình Điều đó lại càng khiến cho gia chủ thêm u sầu Sau khi đám tang của anh ngái êm xuôi Thì anh Quảng mới nhớ đến Con rắn trắng hôm trước bị mình nhốt Cũng đã ba ngày trôi qua Anh nghĩ chắc ở trong bụng rằng còn rắn kia không chết vì đói cũng phải suy nhược Vì không được bổ sung dưỡng chất mấy hôm Nhưng khi mở nắp chùm ra Anh bàng hoàng khi không thấy con rắn kia đâu nữa Trong chùm trống rỗng không thấy một thứ gì Chả lẽ có người đã thả nó ra Anh tự hỏi bản thân rồi lại lắc đầu ngoài ngoài Làm gì có ai biết chỗ này mà đến Nhưng tại sao con rắn lại tự nhiên biến mất như vậy Điều đó khiến cho anh vô cùng hoang mang nhưng cũng chẳng thể giải thích được điều gì Ngỡ rằng sau cái chết của anh ngái Sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa Nhưng không Căn nhà của chị Hà vẫn thường xuyên xảy ra những việc kỳ lạ Khiến chị không sao có thể yên giấc Thằng cu Nam là đứa con vừa tròn 8 tuổi có hai vợ chồng chị Vẫn thường mơ thấy bố nó trở về gọi đi chơi Mỗi lần như thế Nó đều giật mình tỉnh dậy Và khóc lóc vang nhà Ngày hôm nay cũng như vậy nó lại thấy bố nó về đằng sau cửa sổ Anh ngãi với thân hình teo tóp Toàn thân ướt sũng Chỉa tay về phía thằng bé mà gọi Nam Đi cùng bố nha con Bố ở một mình buồn lắm Nam ơi Thằng bé sợ lắm Nó suýt vãi cả ra quần Nhưng vẫn cố gắng đáp lại Không Con không đi cùng bố đâu Bố không giống với bố của con Nghe lời của thằng bé nói Anh ngãi bất ngờ bật cười anh nhìn thằng bé bằng ánh mắt nham hiểm Đoạn anh rít lên Thằng nhóc chết tiệt Mau đi theo tao Nếu không nghe lời Tao sẽ giết cả mẹ của mày đấy Lần này thì Nam đã sợ đến xanh cả mặt Người đằng sau song cửa Nào có phải bố của nó nữa Mà là một bóng đen với hai mắt đỏ lừ Đang nhìn chăm chăm vào nó Vô cùng ghê rợn Nam sợ lắm Miệng nó phát ra những tiếng lập cập Chứng tỏ thằng bé đang vô cùng sợ hãi con quỷ kia vẫn cố gắng vươn dài bàn tay vào bên trong Để túm lấy thằng bé Nhưng Nam đã nhanh trí nhảy phát xuống giường Tay này cấu tay kia Khiến cho toàn thân đau nhức Và cuối cùng nó cũng đã thoát khỏi cơn mê Còn làm sao thế Nam? Chị Hà lo lắng khi thấy con bật dậy giữa đêm khuya Toàn thân mồ hôi nhễ nhại Thằng Nam ôm chầm lấy mẹ Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa sổ đang mở toang hoang Bố lại về mẹ Bố muốn con đi cùng Con sợ lắm Chị Hà hoang mang nhìn ra cánh cửa im lìm Ánh mắt chị dần trở nên sợ hãi Nhưng rồi chị vẫn cố chấn an con trai mình Không sao đâu con Nói đoạn Chị nằm xuống giường vỗ về cho con chìm vào trong giấc ngủ Sáng ngày hôm sau chị dẫn theo thằng Nam đến nhà cụ liễu thôn bên để hỏi chuyện Đến nơi chị dặn con ngồi yên ngoài thềm còn bản thân bước vào bên trong để bàn bạc cụ liễu thấy sắc mặt chị không tốt liền đoán ra có chuyện gì đó không hay chị hà cũng chẳng nói nhiều mà trình bày hết những sự việc con chị gặp phải từ hôm bố nó chết đến giờ cụ liễu nghe vậy bày ra bộ mặt đăm chiêu vậy thì lạ quá sao chồng chị chết nay lại quay về bắt con như vậy chị hà vừa lau nước mắt vừa mếu máu cụ làm ơn cấu giúp cháu nó với ạ chồng con chết chưa bao lâu lại gặp phải chuyện này thật sự con không biết phải làm sao nữa thầy ạ à? cụ liễu nghe chị kể lẻ liền đứng phát dậy đi vào bên trong lấy tay nải nói thôi à, được rồi mẹ con chị đi theo tôi cụ liễu vừa đặt chân đến cổng liền cảm nhận được luồng âm khí vô cùng nặng nề ở nơi đây ngay cả trên người của thằng cô nam cũng còn vương lại mùi từ tối ngày hôm qua thầy tạc lưỡi chết thật ẩm khí dày thế này e rằng trễ hơn vài hôm là thằng bé cũng không thể qua khỏi nói đoạn thầy lôi giấy bút ra viết những vật dụng cần thiết đưa cho chị hà căn dặn chị mua về thật sớm để thầy làm lễ chị hà cũng không dám chậm trễ liền đi ngay khoảng chừng một tiếng sau thì chị về đến nhà chị vừa thở hổn hển vừa nói cụ ơi con mua về rồi cụ liễu nhìn sơ qua thấy đã đầy đủ thì gật gù ra về hài lòng đến tối chúng ta sẽ bắt đầu ngôi làng yên bình bắt đầu bị bóng tối nuốt chửng cũng là lúc cụ liêu bắt tay vào công việc của mình cụ hướng dẫn chị hà bày biện đồ lễ và bắt thằng nam ngồi yên ở chính giữa cái chiếu được chạy trước bàn lễ đoạn cụ già cho bày bàn nhang đèn ra cụ nhanh tay tóm lấy con gà và cắt tiết con gà trống trắng đổ vào trong bát nổ trắng được rang từ lúa nếp Cụ đọc lầm thầm những câu thần chú Rồi bưng bát nếp nổ thảy lên không Kỳ lạ thay Những hoa nếp tan biến nhanh Trong không khí chẳng còn gì Một lúc sau Cụ rải cái thứ bột gì đó màu trắng Quanh khắp căn nhà Ngay lập tức có những dấu chân hiện ra chẳng chịt Chị Hà thấy vậy tá hỏa bịt chặt lấy miệng của mình Còn cụ liễu thì gật gù Đúng như những gì tôi dự đoán Anh gái này là do quỷ giết nó bắt anh phải về mang theo người nhà đến để hầu cho nó chị hà kinh ngạc quỷ giết đúng vậy nó là một con quỷ vô cùng ghê gớm và ta đoán không nhầm thì nó đã giết không ít người trong quá khứ rồi chị hà hoang mang lắm chị kể lại câu chuyện mà anh ngái đã lỡ miệng xúc phạm ngôi miếu kia ai cũng nghĩ rằng anh chết là do bị thần linh nơi đó trách phạt chị nhìn sang thầy bằng ánh mắt nghi hoặc ý thầy là thứ ở trong ngôi miếu kia không phải là thần mà là quỷ cổ liễu nghe xong cũng lấy làm ngạc nhiên cổ vốn là người nơi khác dạt đến làng bên mới được mấy năm nhưng chưa nghe ai kể về ngôi miếu đó nhưng qua lời của chị hà kể thầy đinh ninh khẳng định đã là thần phật thì sao lại giết người họ cứu khổ cho loài người còn không hết lại vì một lỗi của người trần mắt thịt không hiểu thấu trần đời trách phạt mà giết người hay sao Chắc chắn thứ đang ở trong miếu kia là quỷ chứ không phải thứ gì khác Chị Hà nghe xong một miệng há hốc Vậy là họ đã thờ quỷ suốt bao nhiêu năm nay mà không biết Bất ngờ thằng Nam giật lên đùng đùng Toàn thân nó vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ Cổ liễu nhanh tay cầm lấy một cây dâu tằm chỉ thẳng vào mặt nó Vòng kia to gan có ta ở đây mà ngươi dám làm cản Lão già Lão không biết tự lượng sức mình hay sao Mà còn ở đây khua chiêng gõ trống Thằng Nam ngửa cổ lên trời cười lớn Giọng nói của nó âm u Khiến toàn thân của chị Hà lạnh toát Chị hoảng sợ nhìn con Nam Con đã nói kiểu gì vậy Nói đoạn Chị định lao đến nhưng đã bị cụ liễu nhanh chóng kéo lại Cụ quát nó không phải con của chị Nó là con quỷ đã bắt thằng ngãi Chị Hà hoang mang Người trước mặt mang hình hài của thằng Nam đang cười ngoác cả miệng Chứng tỏ nó không phải là thằng Nam con của chị nữa Chị tức giận gào thét Con quỷ khốn kiếp Là mày đã giết chồng của tao Là do chồng mày ngu dốt Dám thách thức quỷ thần mà thôi Chị Hà nghe vậy tức sôi máu nhưng chị chưa kịp làm gì thì cụ liễu đã tiến đến Dùng roi dâu tầm quất tới tấp lên người của Nam Khiến nó đau đớn là lên dữ rồi Nhìn thân hình của con trai quằn quại dưới đất Chị hạ xót lắm Cụ ơi, cụ đánh như vậy thì chết thằng bé nhà con cụ ơi ở ờ, hay chị này Nó có phải con của chị đâu mà chết với không Tôi đánh là đánh con quỷ trong người của nó kia kìa Cụ Liễu nói xong ngay lập tức quất thêm mấy roi nữa Lần này chị Hà không cản Mà chỉ đứng xót xa nhìn con Chứng kiến cảnh này Chị mới hiểu câu nói sáng nay Cụ Liễu đã nói khi chị hỏi Cụ cần à Cảnh à, dâu tầm để làm gì vậy cô Cụ Liễu cười cười Dâu tằm là vật trị âm khí rất tốt Nó giúp đánh đuổi tà ma vô cùng hiệu nghiệm dâu tằm cũng là một loại thực vật có linh khí được người Việt Nam chúng ta sử dụng từ ngàn xưa. Nếu trong nhà có trẻ mới sinh, người ta sẽ để dưới gối hoặc bên cạnh của trẻ một cành dâu tằm, gọi là roi dâu, có tác dụng ngăn cản những linh hồn xấu đến hại trẻ và giúp cho những người bị nhiễm âm khí hay bị ma nhập sẽ trở về bình thường. Lúc đó nghe cụ nói chỉ vẫn còn hoang mang lắm, nhưng bây giờ đã hiểu ra tất cả. Thằng Nam bị đánh cho nằm sấp trên mặt đất Nhưng miệng nó vẫn cười nham nhở Nó từ từ đứng dậy trước sự kinh ngạc của cụ liễu lẫn chị Hà Lão già Lão tưởng ta là dăm ba con ma lang thang ở đây hay sao mà dùng trò mèo này Ta đã ở đây không biết bao nhiêu năm Và giết không ít người Chỉ bằng cái roi dầu của lão mà đòi đánh đuổi ta sao Chị Liễu ngay lập tức lùi lại Quả thật cụ không ngờ đến việc này vì cụ cũng chưa hề biết đến sự tồn tại của cái miếu kia mà đề phòng trước nhìn thằng nam với thân người uốn éo đang đến gần cụ liễu quyết định một điều vô cùng hệ trọng cụ cầm bát máu gà hất lên người của thằng nam khiến nó hét lên thật lớn vội lùi ra xa toàn thân nó lúc này nhuốm một màu đỏ của máu chị hà có thể nghe thấy xèo xèo tiếng cháy của da thịt của thằng nam từ thân người của nó khói bắt đầu bốc lên ngùn ngụt Thằng Nam hay đúng hơn là vong quỷ trong nó tức giận Hai mắt đỏ lử như hai hòn than vừa mới từ trong lò ra Nhìn chằm chằm vào người của cụ liễu mà gằn Lão già, lão đến số rồi Nói đoạn, nó lao đến cụ liễu Bàn tay nhỏ nhắn bóp chặt lấy ít hầu của cụ mà nghiến chặt Chỉ đợi có như vậy, cụ liễu nhúng tay vào dung dịch nào đó màu vàng Nhanh chóng đập mạnh vào ngực của thằng Nam ngay lập tức thân thể của nó văng ra xa còn linh hồn vong quỷ bị thầy kéo lại thật mạnh vong quỷ chỉ kịp hét lên một tiếng và ngay sau đó đã bị cụ liễu kéo vào bên trong một cái chum đậy chặt nắp lại đoạn cụ liễu quỳ thụp xuống đất miệng phun ra một ngụm máu tươi cụ cố gắng những hơi sức cuối cùng dán lên chiếc chum một lá bùa chị hà chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng chỉ biết trơ mắt ra để nhìn chứ không thể làm được gì đến lúc nhìn cụ liễu ngã vật xuống đất, thì khi ấy chị mới sực tỉnh. Chị vội đặt thằng nam đang hôn mê xuống đất và chạy đến bên của cụ. Cụ liễu đã yếu quá rồi, cụ dùng hết tất cả sức lực và sinh mạng của mình để đổi lại sự bình an cho nơi đây. Cụ thều thào: "Hãy hãy trồn cái hố này thật sâu xuống đất, không được phép bới lên và mở nắp." Người đàn ông trung niên bất ngờ cười lớn làm cho Thanh giật mình. Anh ngạc nhiên. Vậy là hết rồi hả bác? Người đàn ông lắc đầu. Cụ liễu đã dùng cả sinh mạng của mình để nhốt con quỷ đấy lại. Nhưng những người ở lại chẳng hề tin vào điều đó. Chị Hà chôn chiếc hũ xuống đất thì cây đa cũng bắt đầu héo dần và chết hẳn. Chỗ chôn chiếc hũ kia lại mọc lên một mầm cây mới. Được 30 năm thì nơi ấy lại dính vào quy hoạch của nhà nước Thứ cây mọc ở cái hũ kia là cây duối Tuy mới được 30 năm Nhưng thân cây vô cùng cao lớn Cũng phải cỡ hai vòng tay của người lớn Vốn cây duối này Trước nằm ở giữa khu đường Mà nhà nước mở Nên họ dự định chặt phá nó đi Nhưng cây cứng quá chặt mái không được Đơn vị thi công mang máy xúc đến đào gốc Nhưng máy xúc cứ đến gần cây duối Thì chết máy Tối rồi Anh em đành nghỉ mai làm nhưng đêm hôm đó nhiều người nghe thấy tiếng kêu khóc văng vẳng từ cây suối vọng ra Có người nằm mơ thấy hàng đàn ma quỷ đứng tụ xung quanh cây suối kêu khóc Sáng ra một anh thợ xây dựng xung phong trèo lên cây chặt bớt cành Vừa leo lên lưng trưởng thân cây Chiếc thang chắc là thế bỗng nhiên gãy đôi Làm anh thợ lăn ra ngã Kinh sợ mọi người đành bỏ đi mà không dám ngoảnh đầu lại Đến nay cây dối vẫn còn nguyên nằm ngay ở lòng đường chính quyền địa phương cũng nhiều lần xuống nhưng lần nào cũng bị ma quỷ trêu cho mất vía mà chạy về nên chẳng ai dám đến nữa họ đành xe con đường khác tránh chỗ cây dối đó ra và từ đó không còn ai gặp sự lạ gì người đàn ông không kể chuyện nữa nên thanh ngay lập tức hỏi nhưng tại sao cụ liễu đã nhốt con quỷ đó rồi mà nó vẫn thoát ra ngoài người đàn ông cười cười đó là do chị hà chôn được mấy hôm thì trẻ con trong làng đến đó đào đất chúng thấy cái hũ thì tò mò mở ra vô tình giải thoát cho con quỷ nhưng nó bị thương trầm trọng nên không thể nào làm hại được người dân tắc oai tắc quái như trước được câu chuyện đã kết thúc nhưng thành vẫn cứ chìm vào trong miền ký ức đó anh thật không ngờ rằng trên đời này lại có nhiều chuyện lạ đến như vậy anh nhìn sang người trung niên vẫn đang ngồi uống nước mà hỏi thế uh, bác ở đây một mình không sợ sao người đàn ông cười lạnh mà không trả lời sáng ngày hôm sau ánh mặt trời chiếu hẳn vào mắt khiến cho thanh mơ màng tỉnh dậy anh hốt hoảng nhận ra bản thân mình đang nằm dưới một gốc cây vô cùng to lớn đúng lúc ấy có một người đi qua nhìn thấy anh với chiếc xe máy nằm ngổn ngang trên đất thì hốt hoảng này cậu đừng có ngồi ở đó cây dối đó có ma đấy thành nghe như sét đánh ngang tay anh từ từ nhìn lên tán cây mà nuốt một ngụm nước bọt vậy những gì vừa chạy qua ban nấy chỉ là một giấc mơ thôi hay sao nhưng nó chân thật quá rõ ràng đêm qua anh còn ngồi trong nhà của người đàn ông kia vậy mà bây giờ lại ở ngoài lề đường điều khiến anh càng kinh sợ hơn nữa là anh nằm ngay dưới gốc cây suối đúng với loại cây mà anh đã được người đàn ông trung niên kia kể anh loạn trạng đứng dậy Khó nhọc dựng chiếc xe máy lên Ngay lập tức anh trợn to con mắt Đó Đó không phải là mảnh sành bị vỡ hay sao Đúng lúc ấy bên tai anh văng vẳng tiếng cười Đầy ma quái Tiếp theo Sẽ là mày Quý vị thân mến Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai Của tác giả Tuấn Vũ Mang tên chân tướng của bùa yêu tiếng người xôn xao bàn tán dưới chân một tòa cao ốc làm vang động cả một quãng đường kẻ sợ hãi che tay lên miệng ánh mắt không giấu nổi nỗi kinh hoàng ai có vẻ cứng vía hơn thì khoanh tay trước ngực gương mặt đăm chiêu đôi mày cau lại như đang cố gắng chấn tĩnh tinh thần một vài người đứng gần nhất sẽ lối nhường đường cho các nhân viên mặc đồng phục bảo hộ đẩy một chiếc túi đen trên cáng kéo rồi cho vào xe bệnh viện. Họ vừa đi vừa rì rầm bàn tán với nhau qua lớp khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Một nhóm cảnh sát cũng đang tụ tập quanh các dấu vết của hiện trường, cố gắng tìm thêm bằng chứng, bước đầu xác định các giả thuyết, động cơ. Họ vừa cẩn thận đi từng bước, đôi lúc lại dõi mắt trông lên để nhìn nhau và nhìn cả những người đang tò mò đứng vây quanh hàng rào bảo vệ. Những đôi mắt của những người lính Tưởng chừng đã trải qua trăm ngàn hiểm nguy Nhưng đến giờ này vẫn toát lên nỗi bàng hoàng run sợ Báo cáo Tạm thời đã xác định được danh tính của nạn nhân Nữ giới 42 tuổi Bà Lê Thị Ngát Một doanh nhân Chủ của hãng Kim Hoàn TNG Một hiệu buôn vàng bạc đá quý có tiếng trong thành phố Chúng tôi cũng đã xác định được vị trí rơi ban đầu Nạn nhân trước khi tự sát đã leo lên tầng 28 của tòa cao ốc Chúng tôi đã trích xuất được các đoạn băng ghi hình trong camera an ninh của tòa nhà Nạn nhân đi một mình từ tầng 1 Sử dụng thang máy đến tầng 27 Và dùng cầu thang bộ của nhân viên bảo trì để leo lên sân thượng Có điều Thưa anh Chắc anh chưa biết Nạn nhân này là Nghe đồng chí hạ sĩ quan cứ ấp úng ngập ngừng Người thủ trưởng có vẻ không bằng lòng Anh cau mày Quay lưng lại phía đám đông tò mò Rồi hơi khó hiểu hỏi Có việc gì cứ báo cáo đi Tại sao cậu lại cứ lắp ba lắp bắp thế Nạn nhân này Là người vợ mới cưới cách đây không lâu Của ông Nguyễn Xuân Vinh ạ à. Nghe đến cái tên ấy Vị thượng cấp đang cao có gắt gỏng Cũng phải trợn mắt Không giấu được nét bàng hoàng trên khuôn mặt Một lát sau anh ra hiệu Cho người hạ sĩ quan giải tán Hai tay chắp lại sau lưng Anh ngẩng mặt lên Khẽ buột miệng than Thế này là thế quái nào nhỉ tướng sát thê chẳng lẽ lại là có thật dứt lời anh đưa mắt nhìn lên mái hiên bằng kính cường lực bị vỡ vụn tan tành cách đây chừng một tiếng những người dân đang tham gia giao thông và toàn bộ tòa cao ốc hoảng loạn chạy nháo nhào báo cảnh sát về một vụ tự tử, tử từ trên cao điểm rơi ban đầu được xác định là tại nóc tòa nhà cao ốc hai mươi tám tầng nạn nhân rơi từ độ cao hơn một trăm mét nhưng không chạm đất mà đâm thẳng vào mái hiên kính có khung thép gia cố viền quanh cú rơi mạnh đến nỗi làm cả những mảnh tường kính cường lực xung quanh nứt toác chỉ độ chục phút sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường trước mặt họ là một cảnh tượng ghê gớm kinh hoàng nạn nhân vắt người lên rầm thép gia cố toàn thân gần như bị xé toạc làm đôi một chân lủng lẳng đứt lìa từ đầu gối máu thịt bầy nhầy trộn lẫn vào nhau đang rơi lỏng tỏng xuống nền đất bên dưới cú va mạnh đến nỗi khiến cho xương sống vỡ vụn chọc thủng qua lớp da lưng lòi cả ra ngoài từ xương hông trở lên đoạn sống lưng bị kéo dài ra thêm gần nửa mét có thể nạn nhân đã hút thủng tấm kính trước rồi vì phản lực nên thi thể bị bật lên vắt vào rầm thép cái đầu nghẹo hẳn sang một bên xương cổ đâm xuyên vào hộp sọ chọc ra từ một bên tai nội tạng cũng bị ép trào lên qua vết rách ở sống lưng và phòi ra từ cổ họng. Phần bụng của người chết bị các mảnh kính vỡ đâm thủng, xé nát tan, cắt đứt cả một phần dạ dày lòng thòng Bắt trên thanh xà thép. Các vết máu và tổ chức da cơ, não bắn rải rác xung quanh vị trí tử thi. Chân tay dù vẫn còn dính với thân thể nhưng cũng vặn vẹo, xoắn lại với nhau nhìn cực kỳ ghê rợn. Ai cũng biết rằng rơi từ trên cao sẽ để lại những chấn thương vô cùng nghiêm trọng trên cơ thể nạn nhân tùy vào vị trí tiếp đất mà sẽ có những hình thái thương tổn tập trung hay rải rác nhiều trường hợp trước khi kết thúc cú rơi nạn nhân có va đập với các vật cản thỏ ra thụt vào của tòa nhà khiến hình thành thêm các tổn thương phụ đặc biệt nếu tiếp đất bằng lưng hoặc bụng cơ thể sẽ có vết tổn thương đặc trưng là ngoài nhẹ trong nặng bên ngoài nhìn vào thấy khá bình thường nhưng nếu còn va đập trong quá trình rơi thì hầu hết nội tạng sẽ dập nát vỡ vụn đến khi tiếp đất thì sẽ theo những vết rách trên cơ thể phổi cả ra ngoài nhân viên điều tra hiện trường phải tìm kiếm nhiều chứng cứ để đánh giá hình thái tử vong là tai nạn tự sát hay án mạng nhưng dù là hình thái nào đi chăng nữa vẫn phải thừa nhận rằng nếu nạn nhân còn sống lúc đang rơi thì lúc đó chắc chắn là cái chết vô cùng kinh dị đứng dưới sảnh của tòa cao ốc Đắc nhìn mấy người đồng nghiệp đang lấy lời khai từ bảo vệ tòa nhà cùng với một số nhân viên lễ tân bảo dưỡng. Anh đứng cách xa những người đồng nghiệp, hai bàn tay đút trong túi quần, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang, nhưng vẻ đăm chiêu vẫn còn lộ ra rõ rệt trong ánh mắt. Anh đang đợi một người, một người mà cách đây không lâu anh đã từng lấy lời khai. Ông Nguyễn Xuân Vinh, người chồng mới cưới của bà chủ tiệm Kim Hoàn TNG, thị ngát Giờ của gồi. Ngồi xuống một chiếc bàn uống nước đặt bên trong sảnh, đắc lần dở tập hồ sơ về thân thế của nạn nhân mà người hạ sĩ quan kia vừa gửi lại. Bên trong đó là lý lịch trích ngang, sổ hộ khẩu cùng với một số thông tin của hồ sơ bệnh án. Lê Thị Ngát, một thương nhân chuyên buôn bán vàng bạc đá quý, cách đây 10 năm đã lấy một người chồng ngoại quốc. Từ đó có số vốn lớn để mở ra cửa hàng Kim Hoàn lấy tên TNG người chồng ngoại quốc đó ở việt nam không lâu thì chuyển về úc từ đó hai người ly hôn nguyên nhân sâu xa là do bà ngát không thể sinh con gia đình bắt đầu lục đục và cuối cùng rạn nứt hoàn toàn ông chồng da trắng sòng phẳng để lại cho bà ngát toàn bộ cơ nghiệp kim hoàn tại thành phố này chỉ trở về úc với số tiền lãi từ khi lập nghiệp sau vụ ly hôn đầy tai tiếng bà ngát thời điểm đó đã phải điều trị trầm cảm Tuy nhiên, nhờ tài buôn bán và những mối quan hệ làm ăn trước đây nên cửa hàng Kim Hoàn vẫn đứng vững mang lại số tiền không hề nhỏ cho người đàn bà độc thân quyền quý. Bà Năm trở lại đây, bà ngát một lần nữa lên xe hoa khi tuổi đã ngót 40 vốn không phải là một mốc thời gian thích hợp để lập gia đình. Việc bà ngát cưới chồng lần hai không khiến cho mọi người xung quanh quá ngạc nhiên bởi bà giàu có quyền lực nhan sắc lại mặn mà thân hình phồn thực đấy đà lại được chăm sóc kỹ càng nhờ hàng tốn tiền mỹ phẩm và tập thể hình nên nói chung bà ngát trông vẫn vô cùng quyến rũ điều khiến người ta ngạc nhiên là bởi kẻ may mắn lọt vào mắt xanh của bà không phải một gã thanh niên cao to đen hôi cơ bắp cuồn cuộn có thể chiều theo sở thích ái ân của một người phụ nữ đang độ hồi xuân gã đàn ông may mắn ấy lại là ông nguyễn xuân vinh một gã đàn ông năm nay đã ngoài 40, vẻ ngoài hoàn toàn tầm thường và cũng đã từng có hai đời vợ trước. Nói đến Nguyễn Xuân Vinh, Đắc không thể nào quên được lần đầu tiên gặp mặt. Vừa gõ gõ đầu lọc điếu thuốc xuống mặt bàn, Đắc vừa trầm ngâm nhìn vào bức ảnh dán trong tập hồ sơ mà người hạ sĩ quan chuẩn bị. Vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cách đây 4 năm Đắc đã từng đối diện. Trên phông nền màu xanh da trời, khuôn mặt của ông vinh hiện lên rõ rệt từng đường nét cái cằm trẻ đôi giày quịch minh chứng cho một con người có tâm hồn khô khan và tính tình nóng này cùng với đôi lưỡng quyền cao quá mức như muốn chọc thủng lớp ra mặt bên ngoài càng làm cho vẻ ngoài trở nên khắc khổ hai hàng lông mày sâu róm phụ lên hai hố mắt trũng sâu khiến người ngoài có cảm giác họ đang đứng trước một cái đầu lâu chứ không phải một con người mái tóc bù xù như tổ quả lúc nào cũng rối tung màu nâu vàng nhàn nhạt, nhạt khiến ai cũng tưởng đó là một búi rơm được hóa công ban tặng để làm khuôn mặt của gã đàn ông kia càng trở nên lập dị nhưng có lẽ tất cả những ai từng tiếp xúc với ông vinh sẽ đều phải ngạc nhiên vì đằng sau khuôn mặt tầm thường đầy mâu thuẫn ấy ông vinh lại là một giáo sư chuyên nghiên cứu về côn trùng học đã có hàng chục những công trình nghiên cứu và hàng trăm những phát hiện mới về các giống loài bọ cánh cứng trên khắp lãnh thổ việt nam nhưng điều lạ là ở chỗ bên cạnh những khám phá để bổ sung cho kiến thức về côn trùng học của viện khoa học tự nhiên ông vinh dường như cũng nổi tiếng là một gã đàn ông đào hoa mặc dù vẻ ngoài không có gì nổi bật những đồng nghiệp trong giới nghiên cứu của ông đa phần đều là những gã đầu bù tóc rối suốt ngày chỉ rúc trong những phòng thí nghiệm chẳng mấy khi ló mặt ra đường nên ai cũng ngạc nhiên trước khả năng và tài tán gái của ông Vinh. Trước khi lập gia đình với bà Ngát, ông Vinh đã có hai người vợ chính thức và rất nhiều người tình trải dài từ bắc chí nam. hầu như ở mỗi tỉnh ông Vinh từng công tác đều có một vài cô gái chết mê chết mệt trước nhan sắc không lấy gì làm mỹ miều của ông. Mặc dù chẳng mấy ai nói ra, nhưng ai cũng tỏ ra ngạc nhiên trước sự đào hoa khó hiểu của các đàn ông xấu xí này đang trầm ngâm đọc nốt những trang tài liệu chợt có tiếng khóc não nề cất lên khiến đắc cau mày ngẩng đầu lên quỳ mọp trên nền nhà lát đá giữa gian đại sảnh một gã đàn ông đang thét lên thảm thiết ôi rồi ôi là rồi sao lại đến nồng nỗi này mình ơi là mình ơi chẳng phải nói rông dài đó chính là người mà đắc đang chờ đợi ông nguyễn xuân vinh giáo sư ngành côn trùng học và cũng là chồng của người đàn bà vừa tự sát một vài đồng chí công an đưa ông vinh đến bên chiếc ghế cạnh bàn uống nước đắc khẽ gật đầu chào rồi đẩy hộp khăn giấy ra cạnh người đàn ông đang khóc than thảm thiết chào ông tôi rất tiếc về sự mất mát của ông đắc vừa nói vừa chăm chú nhìn người đối diện run run bàn tay rút ra mấy tờ giấy sụt sịt sỉ mũi Tôi mong ông sớm bình tĩnh để giúp chúng tôi tiến hành công tác điều tra Ông còn chưa nói hết Thì vị giáo sư nọ đã gào lên Điều tra Các anh điều tra cái khỉ gì nữa Vợ tôi đâu Các anh đưa vợ tôi đâu rồi Đắc khẽ ngước mắt lên Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc Nhẹ nhàng nói Hiện tại thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm rất mong ông giữ bình tĩnh để hỗ trợ chúng tôi trong công tác điều tra Vợ tôi tự sát Các anh còn điều tra cái gì Đắc ngẩn hẳn đầu Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông vừa mất vợ Sao ông biết vợ mình tự tử Ông Vinh hơi ngẩn ra rồi đáp lại luôn Thì Thì tất cả mọi người đều nói thế Vợ tôi nhảy từ sân thượng của tòa nhà xuống đất Các anh là cảnh sát Nhìn thế mà còn chưa rõ hay sao đắc cười nhạt Đưa điếu thuốc lên môi châm lửa Chúng ta nên phân biệt rõ hiện tượng và bản chất Trong vụ việc này cũng vậy Hiện tượng là bài nhà của ông nhảy từ tầng thượng của tòa nhà Nhưng bản chất của vụ việc rất có thể lại khác hoàn toàn Là cảnh sát, chúng tôi có trách nhiệm tìm ra bản chất của vấn đề Đặt ra những câu hỏi tại sao, thưa ông Ông có thể cho tôi biết vì sao vợ ông tự tử được chứ? Ông Vinh trợn mắt nhìn gã công an tọc mạch Đôi mắt vốn trũng sâu Hình như vừa lồi ra một chút Đỏ ngầu đầy uất khí Ông nghiến răng ken két đáp lại Vợ tôi từng bị trầm cảm Tinh thần bà ấy vốn không ổn định Tôi lại bận nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Nếu Nếu các anh định đột vấy cho tôi Thì chắc là tôi không phủ nhận được đâu Đắc xua xua tay nói Chúng tôi không thể quyết định quá vội vàng như vậy được. Dù sao thì tôi cũng xin chia buồn với ông. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho ông và gia đình về tiến trình điều tra, rất mong được ông thông cảm. Chúng tôi làm tất cả để đảm bảo tính công bằng và trong sạch trong xã hội. Ông Vinh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chưa hề dịu lại, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm, nhưng giữ chặt trên hai đầu gối. Ông vẫn ngồi đó nhìn người chỉ huy đội công an chậm chậm bước ra ngoài rồi leo lên chiếc xe bốn cửa đã đợi sẵn ở bên ngoài sảnh. Ở trụ sở điều tra, các cán bộ kỹ thuật cũng đã tiến hành trích xuất dữ liệu trong các máy quay an ninh ở tòa nhà hiện trường vụ án, cũng như ngay tại căn hộ của bà Ngát. Theo các điều tra viên, bà Ngát cách đây 2 tháng đã bỏ ra ở riêng, thuê một căn hộ trong một tòa chung cư ngay giữa trung tâm thành phố, chứ không còn ở cùng với ông Vinh tại nhà riêng ngoài ngoại ô Lý do gì khiến hai vợ chồng họ không còn chung sống Và liệu đó có phải nguyên nhân sâu xa Dẫn đến cái chết của bà ngát hay không Chưa ai biết cả Có điều khi tiến hành lấy được đoạn video từ thẻ nhớ Các nhân viên kỹ thuật cũng đã xem được những hình ảnh vô cùng sống động và sắc nét Các chi tiết được quay cực kỳ chân thật rõ ràng Mặc dù thế, nội dung của bộ phim cực kỳ quái dị Càng xem, các nhân viên cảnh sát điều tra càng rùng mình gây sợ có một cô gái mới vào ngành Tò mò đứng trong phòng kỹ thuật Vô hình thấy được một đoạn phim Đã phải lao ra hành lang Tay bưng miệng nôn ống ốc vào thùng rác Tổng số dung lượng tương đối lớn Trừ những cuốn phim dài gần 10 tiếng Ghi lại tất cả những giây phút cuối cùng của nạn nhân Từ nội dung của video Có thể thấy ở nhà nạn nhân Đã đặt camera ngay trên những góc tường Mang đến cho người xem Một cái trải nghiệm vô cùng chân thực vì có thể xem trọn vẹn cả căn nhà và quan sát cả nạn nhân tất cả những hành động từ lớn đến nhỏ từ bình thường như ăn uống cho đến các việc làm kinh dị khác đều được diễn tả từ đầu đến cuối trong cuốn băng cả cuộn băng dài như thế nhưng không thu được một giọng nói nào chỉ có tiếng rè rè ma quái vang lên như từ chốn âm u xa thẳm không phải trên giường thế âm thanh đôi lúc lại xoẹn xoẹt méo mó như đĩa xước khiến người xem càng thêm phần kinh dị và cuộn băng đắc kỳ quái lại càng lúc càng rùng rợn. Nội dung cuốn phim cho thấy nạn nhân trước khi chết đã rơi vào trạng thái hoảng loạn thần kinh, có những hành vi vô cùng kỳ quặc. Đầu tiên là rất ít có ai, kể cả các vlogger cũng không điền đến nỗi lắp cả camera quay mình trong phòng tắm với nhà vệ sinh cả. Chưa kể đến không gian trong căn phòng của nạn nhân cũng vô cùng tà quái những lá bùa vàng đỏ vẽ nhằng nhịt những dấu hiệu kỳ dị lạ thường dán khắp mọi nơi. Những sợi chỉ đỏ được buộc nhằng nhịt trên tay nắm cửa ra vào khung cửa sổ điều hòa. Nói chung là bất kỳ chỗ nào có khả năng thông với bên ngoài. Nhưng kỳ lạ nhất là toàn bộ căn phòng từ giường tủ bàn ghế nền nhà bát đũa nồi cơm xoong chảo vân vân, tất cả đều sơn trắng. Và đương nhiên là tường phòng và bóng điện cũng y hệt như thế. Nạn nhân dường như quá sợ hãi bóng đêm Nên đã tự sơn Tất cả mọi vật trong nhà Thành màu trắng Những ngọn đèn led sáng chói Cũng bật suốt thời gian ghi hình Dù thời điểm bắt đầu quay phim Là nửa đêm hôm trước Điểm nhấn của cả căn phòng Có lẽ chỉ là những mảnh bùa kỳ quái Và những sợi chỉ đỏ sang khắp nơi như mạng nhện Mặc dù ánh sáng chiếu soi Cả mọi không gian trong nhà Nhưng những người xem đều cảm thấy lạnh lùng kinh dị bởi trong đây không giống một căn nhà của một người đang sống Mà hao hao tựa tựa như một căn phòng quan sát chết Suốt 30 phút đầu của cuộn băng Nạn nhân đi lòng vòng trong nhà không hề nghỉ Camera gắn ở góc phòng Quay lại toàn bộ những hành động kỳ quái của bà ngát Bà chỉ đi loanh quanh trong phòng Nhưng rõ ràng tần suất bước chân thì mỗi lúc một nhanh Gần như đang chạy Hai tay nạn nhân cũng không ngừng vân vê vặn vẹo vào nhau Không ai hiểu nội dung của đoạn băng muốn truyền tải điều gì Những giây tiếp theo là cảnh bà ngát quỳ mọp Cả hai đầu gối dưới đất Đôi tay giơ lên cao Xua xua như đang van xin cầu khấn Quái gì ở chỗ Trước mặt nạn nhân chỉ là một khoảng tường trắng Không có bàn thờ Không có tranh ảnh trèo lên Vì camera không thu được tiếng Nên em không ai biết nạn nhân Đang van xin điều gì và với ai Phần kế tiếp Kỳ lại cảnh bà ngát vừa chạy Vừa liên tục ngoái lại phía sau Như đang bị ai đó đuổi theo Nhưng dĩ nhiên chẳng có ai ở đó Hai cánh tay của nạn nhân Đẩy tung cửa nhà tắm Rồi vội vã đóng ngay lại Cuốn cuồng bấm khóa rồi lùi về phía sau Thế nhưng Rõ ràng trong căn phòng vừa rồi Không một bóng người Ấy vậy mà cánh cửa bây giờ lại rung lên dữ rồi nó giật giật liên hồi Như có ai ở ngoài muốn cố sức Tìm cách phá cửa vào trong Khoảng gần một phút sau Thì cảnh tượng ghê gớm ấy dừng lại Nạn nhân quay người Vặn vòi nước trên la bô Rồi nhúng tay xuống mà rửa ráy Chiếc máy quay gắn ở trên trần Chiếu thẳng vào gương Khiến các cán bộ kỹ thuật Và các điều tra viên hình sự Giật mình kinh hãi Có người không kìm được hét toáng lên Khiến những kẻ cứng vía hơn Cũng phải hoảng hốt mắt há mồm Vì trong gương Khuôn mặt nạn nhân đã biến dạng đến rợn người Nó méo mó vặn vẹo như thể Đầu của một con búp bê bị hơ lửa Đến lúc chảy ra vì sức nóng Một nửa gương mặt chảy dài xuống dưới Trong mắt bị kéo giãn ra Lòi cả phần niêm mạc đỏ au Hiện đầy tia máu Thế nhưng cái miệng lại lên trên Để lộ cái lợi đen xì Rách tướp Bên dưới Nơi đã từng là những chiếc răng hình như đã bị nạn nhân hoặc một kẻ nào đó lấy kìm vạn sạch. Thậm chí, vài chỗ vẫn còn dính lại chân răng và các sợi dây thần kinh bé xíu, đỏ lử cướp máu. Khuôn mặt của bà ngát trong tấm gương lúc đó không khác gì khuôn mặt bà sau khi nhảy xuống từ tầng 28 của tòa cao ốc. Bà ngát vịn tay vào lavabo, mặt dí sát vào gương, liên tục nói gì đó mà các cán bộ không thể nào biết được. Rồi bất thình lình, bà ngát quay phát người lại phía sau khuôn mặt quái dị trong khoảnh khắc bỗng trở nên gây sợn hơn bội phần khi nó áp sát lên thấu kính của chiếc camera ghi hình. Sự thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt đã từng mỹ miều xinh đẹp khiến các cán bộ điều tra cũng phải giật mình. Họ thấy bà đang gạo lên chiếc máy thu hình liên tục đấm vào đầu mình tự tay giật tung ra từng mảng tóc. Bà ta đang nói gì đúng không? Các anh mau kiểm tra xem bà ta đang nói gì. Mở lớn volume lên. Đắc vừa chỉ mấy người kỹ thuật viên vừa ra lệnh Một người nhân viên chuyên trách phần audio lắc đầu Không được, camera loại này không thu tiếng Có cho volume hết cỡ cũng không thể nghe thấy gì đâu Đắc bực bội, lùa tay vào mái tóc cắt nhẹ Chết tiệt, rõ ràng bà ta đang cố nói điều gì đó với chúng ta Nhìn xem, bà ta đang chỉ vào đầu mình kia kìa Người kỹ thuật viên tua lại đoạn băng vừa nãy Quả thật bà ngát đã thôi tự giật tóc mình thay vào đó bà ta đang nhét những nắm tóc vương vái giữa những ngón tay vào miệng nhai ngấu nghiến nhưng bàn tay còn lại đang chỉ liên tục vào đầu chỉ liên tục vào đầu như muốn nói cho những kẻ đứng sau khung hình hiểu được vấn đề khủng khiếp mà bà ta đang mắc phải ở ở ở ở, ở bên trong đắc quay lại nhìn anh chiến sĩ vừa phát biểu anh hỏi cái gì anh nói gì vậy người chiến sĩ chỉ vào màn hình giải thích không phải tôi tôi chỉ đang nói ra những gì bà ta đang nói thôi cậu biết đọc môi à vâng tôi biết đọc môi cũng dễ thôi anh nhìn mà xem đây đoạn này bà ta nói rằng ở, ở, ở bên trong ở bên trong đầu đắc tái mặt nuốt khăn nước bọt rồi quay sang nhìn người chiến sĩ vừa rồi hai khuôn mặt đều sáng ngoét như nhau phụ họa bằng những tia nhìn hãi hùng kinh sợ của cả phòng kỹ thuật điều tra Có thứ gì đó trong đầu bà ta hay sao? Đắc vừa tự hỏi vừa chỉ một người báo cho bộ phận pháp y Những cán bộ điều tra vẫn kiên nhẫn cố gắng xem hết đoạn phim Họ không dám tua nhanh vì cần phải biết rõ những chi tiết bên trong Tiếp theo vẫn là những hành động kỳ quái như thể nạn nhân đang tỏ ra hết sức kinh hoàng, hoảng loạn Bà ngắt cuống cuồng mở nắp bồn nước xả trên toilet Rồi lấy ra một gói nhỏ đựng bởi những chiếc túi chống ẩm. Khi dốc tất cả ra tay, thì những cán bộ mới nhận ra vật để bên trong là những gói giấy màu vàng, vẽ bên trên những hình thù kỳ quái bằng mực đỏ. Nạn nhân luống cuống mở tung từng gói giấy, tôi lại vo viên thành một cục Vốc lại thành nắm, rồi hình như nuốt vào trong ruột. Một anh cảnh sát, màu chóng rút điện thoại, nhưng chưa kịp gọi thì cánh cửa buồng kỹ thuật bật mở. Đứng ngoài là vị bác sĩ pháp y tay cầm một túi vật chứng. Bên trong quả nhiên là một đống giấy vò viên nửa vàng nửa đỏ, đã dính đầy dịch dạ dày, bốc mùi chua lét. Đắc không thèm quan tâm đến túi vật chứng đang bốc mùi nồng nặc. Ông quay sang nói với vị bác sĩ pháp y. Đó là những lá bùa, phải vậy không? Anh kiểm tra giúp tôi xem. Không cần kiểm tra đâu anh, tôi đã thử gỡ ra rồi. Đây đúng là những lá bùa Ngoài ra bộ phận pháp y cũng đang tiến hành kiểm tra bên trong hộp sọ Nhưng không khả quan đâu Người chết rơi từ trên cao Đầu óc gần như nát vụn rồi Có cố gắng cũng không thể biết được Trước đấy có gì trong đầu của bà ta đâu Cái gói này cũng là do chúng tôi tìm được Bên trong phần dạ dày còn lại của nạn nhân Một nửa dạ dày đã bị tấm kính Hoặc lớp dầm thép cắt phăng đi rồi Đắc ngào ngán thở dài Nhưng vẫn còn hy vọng anh nhìn sang phía vài người chiến sĩ trẻ tuổi hơn ra lệnh nhờ các cậu điều tra cho tôi xem trong danh bạ số điện thoại liên hệ của bà ngát có ai làm cô đồng hay thầy bói gì không ngoài ra phải kiểm tra lại trong các hồ sơ bệnh án của bà ngát từ trước đến giờ xem các loại thuốc an thần bà ngát đang sử dụng trước khi chết và triệu chứng tâm lý lâm sàng của bà ta ra sao một cậu hạ sĩ quan thắc mắc bà ngát rõ ràng là tự sát chúng ta còn điều gì nữa hả à, thủ trưởng Đắc gật đầu Có chứ Chúng ta cần biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà ta Vụ tự sát của bà ngát chỉ là hiện tượng Chúng ta cần phải tìm ra động cơ Là cái bản chất cốt lõi của vấn đề Vài anh hạ sĩ quan trẻ tuổi Vẫn còn tỏ ra khó hiểu trước quyết định của ông Nhưng vị bác sĩ pháp y đứng cạnh Đắc lại gật đầu trầm ngâm nói anh cũng thấy rằng vụ việc này có vấn đề đúng không? Đắc gật đầu Vị bác sĩ pháp y cũng im lặng Chờ đợi câu trả lời Cậu có tự hỏi vì sao Một người đàn bà quyền lực như vậy Tự nhiên lại hóa điên chưa? Bà ta tự ăn tóc rồi nói với chúng ta Có gì đó trong đầu mình Và nhất là Người bác sĩ nọ đoán ý Và nhất là Đây là người vợ thứ ba của Nguyễn Xuân Vinh đắc gật đầu trầm giọng nói người vợ thứ ba người chết thứ ba cùng lúc đó trên màn hình vô tuyến đã chiếu đến đoạn cuối cùng khi nạn nhân chạy đến tòa nhà cao ốc rồi đi thang máy lên tầng thượng cảnh quay tiếp theo là lúc cánh cửa dẫn ra ban công sân thượng đang từ từ đóng lại nhưng vẫn kịp ghi lại khoảnh khắc bà ngắt bước lên lan can rồi gieo mình rơi xuống suốt cả quá trình những chiếc camera đều thu lại những hình ảnh vô cùng sống động và chân thực nhưng cũng không kém phần khủng khiếp hái hùng để lại vô vàn thắc mắc cho những người chứng kiến vì sao một người đàn bà quyền lực giàu có như vậy lại lâm vào bước đường cùng để rồi chấm dứt sự sống của mình trong điên loạn bà ta sợ hãi điều gì thứ gì đang ám ảnh người phụ nữ này chăng còn đang chìm trong những câu hỏi không lời dài một chiến sĩ lên tiếng khiến đắc giật mình quay lại anh đắc chúng tôi đã tìm thấy số điện thoại của một người bạn của nạn nhân chúng tôi tin ông nghĩa là thầy bói có khả năng chính ông nghĩa đã mang cho bà ngát chỗ bùa kia các cậu chắc chắn không cho tôi địa chỉ nhà ông ta chiếc xe bốn cửa lại một lần nữa lao ra khỏi trụ sở công an thành phố địa chỉ nhà của người đàn ông tên nghĩa nọ không quá xa nhưng quãng đường ngắn ngủi ấy cũng đủ để khiến đắc tỏ ra sốt ruột Căn nhà của ông Nghĩa không đông đúc như trong tưởng tượng của anh Ra ngoài cổng đón đắc và đồng đội là một chú bé tuổi chừng 6-7 Nó ngước lên bảo Cháu chào các chú, mời các chú vào Thầy cháu đang đợi các chú trong nhà Đắc ngạc nhiên lắm Anh quay sang nhìn người đồng đội cũng đang ngơ ngác Ai đó đã báo trước cho ông Nghĩa này hay sao Mà ông ta lại biết được hai anh đang trên đường đến mà chờ đợi Mặc dù thắc mắc nhưng hai người vẫn tiến vào trong, ngồi sẵn bên bàn nước là một người đàn ông trung niên tuổi chừng 50, tóc để khá dài, có một búi tóc trên đỉnh đầu, nhìn hao hao mấy ông nghệ sĩ lập dị hay ngồi vẽ vời bên phố đi bộ. Vừa thấy Đắc và người đồng đội đi cùng, người đàn ông nọ đã mỉm cười, khoát tay mời hai anh. "Xin mời, xin mời hai vị vào uống nước." Đắc tự tin bước tới, nhưng người đồng đội của anh tỏ ra nghi hoặc khỏi. Có vẻ như ông biết chúng tôi sắp tới đây Có ai báo cho ông à Đắc hơi sững người vì câu hỏi vừa rồi Anh quay lại Toàn nhắc đồng đội đừng nói hớ Nhưng ông nghĩa đã thùng thẳng bảo Nó là cái duyên Cái duyên thôi Tôi biết kiểu gì cũng sẽ có lúc các anh đến tìm tôi Đơn giản chỉ là như vậy Đắc cười nhạt Vậy ông biết chúng tôi đến đây với mục đích gì chứ Ông Nghĩa thở dài, vươn người ra rót đầy mấy ly nước vối. Bảo A đã đăng tin ngay từ khi biến cố ấy xảy ra, nên dĩ nhiên là tôi biết. Hóa ra cũng vì thế mà ông biết được chúng tôi sẽ đến gặp ông phải không? Ông Nghĩa cười cười nói, cũng có thể nói là cái duyên mà. Thôi, vào chủ đề chính nhà ông Nghĩa. Chúng tôi không muốn làm ông mất thời gian. Ông có thể cho tôi biết Ông và bà Ngát có mối quan hệ ra sao không Ông Nghĩa thở dài như một thói quen cố hữu Rồi chỉ tay lên bàn thờ Nghi ngút khói hương phía sau lưng rồi nói Các anh à, chắc nhìn là hiểu cả rồi đó Có thể nói bà Ngát là khách hàng của tôi Khách hàng thân thiết Bà Ngát đến tìm ông về vấn đề gì vậy Ông Nghĩa không giấu giếm Gõ gõ ngón tay lên bàn rồi bảo Ban đầu bà Ngát không tự đến tìm tôi Bà ấy được một người quen giới thiệu đến với tôi Khi đó bà Ngát kêu mình thường xuyên mất ngủ Nhiều lúc nhớ nhớ quên quên Rất hay nằm mơ thấy ác mộng Người bạn đồng đội nói chen Tại sao bà ta không đi tìm bác sĩ mà lại tìm ông Ông Nghĩa cười giả là Người dương làm sao trị được bệnh âm Thôi đi đừng dở trò với chúng tôi bệnh âm cái khỉ gì mau nói tiếp đi đồng chí này tính nóng như kem chắc chắn là đang làm bên hình sự bà ngát đã đi khám nhiều nơi nhưng không thuyên giảm bệnh tình càng lúc càng nặng hơn mà còn nước còn tát có bệnh phải vái tứ phương chứ tôi nói thật bệnh mãi không thuốc trị thì chỉ có ma làm thôi đắc cười khẩy nói đúng rồi Thế nên là ông chỉ dứt điểm luôn bằng cách cho bà ngát gieo mình từ tầng 28 xuống đường chứ gì. Ông Nghĩa hơi tái mặt, xua xua tay nói. ấy chết, đừng đừng nói thế. Tôi không liên quan đến cái chết của bà ta. Tôi chỉ là người cho bà ta xin những lá bùa và hướng dẫn cách trị phần âm trong nhà bà ngát thôi. Đắc nghiêm mặt nói Bà ta xin bùa để chấn âm phần Cụ thể như thế nào? Bà ta nói rằng mình hay mất ngủ đau đầu Dưới hai bên thái xương lúc nào cũng có cảm giác như có con vật gì đó đang cảm nhấm Bên tay luôn có tiếng cọt cả cọt kẹt Tôi dựa vào thế liền nói rằng trong nhà bà ta có vong Khuyên bà ta nên chuyển ra chỗ khác rồi mua bùa của tôi về chấn trạch Đắc đang nghe bỗng giơ tay lên ngăn lại nói Ông bảo bà ta bị đau đầu Có thứ gì đó trong đầu bà ta là sao Ông thầy bói lắc đầu cười cười bảo Đúng là bà ta nói thế Nhưng uh, tôi có phải bác sĩ đâu mà biết trong đầu bà ta có gì Nhưng xem chừng đau đớn lắm Ngay trước mặt tôi Ngồi đúng cái chỗ các anh đang ngồi bây giờ đây này Bà ngát cứ ôm đầu Rồi cọc đầu chan chát xuống mặt bàn Hai tay liên tục giật tóc Rồi cho vào mồm nhai ngấu nhai nghiến Tôi còn tưởng gặp phải con mụ thần kinh rồi cơ Nhưng uh, hình như là bà ta đau quá Lạ một điều là bà ta cứ ăn tóc là lại hết Mấy lần tôi quan sát rồi đều như vậy Hình như bà ta bị nghiện ăn tóc thì phải Trông ghê lắm Người đồng nghiệp đi cùng đắc biểu môi bảo Tưởng ông là thầy bói âm binh quỷ sứ còn chẳng sợ Lại đi sợ một người đàn bà à? Ông Nghĩa một lần nữa nở ra trên khuôn mặt nụ cười lấy lòng rồi nói Người mới sợ chứ tôi thì sợ gì ma nhưng mà công nhận là khi ấy nhìn bà ta ghê lắm thằng bé cháu tôi còn suýt ngất mỗi lần trông thấy bà ngát là nó tái hết cả mặt mày run lẩy bẩy rồi chạy cong đuôi luôn như vậy thì ông thực sự tin là bà ngát bị bong theo à ông nghĩa bỗng sưng nghiêm mặt lại rồi nói tôi bảo cái này các anh có tin hay không thì tùy nhưng dù tôi chẳng giỏi giang gì chỉ nhờ ba tấc lưỡi kiếm cơm thiên hạ cũng ít nhiều đọc sách vở từ thỏa xa xưa truyền lại. Từ những triệu chứng của bà ngát, tôi có thể khẳng định là bà ngát không bị vong theo. và ta giống bị chơi ngại hay bỏ bùa hơn. Hai người bồn chồn quay mặt nhìn nhau, đồng chí công an bên cạnh đắc cất tiếng hỏi. Bỏ, bỏ bùa? Ông có chắc không đấy? Lão thầy bói rợm ngay cái mặt lên, đưa tay vuốt tròm râu dê một cách đúng điều rồi nhếch mép đáp. Các cậu đừng khinh thường nghĩa này Quả đáng tội Nghĩa tôi chỉ kiếm tiền nhờ ba tắc lưỡi Nhưng nói phải có sách Mách phải có chứng Mấy chục năm làm nghề ăn cơm thiên hạ Các cậu đừng có tưởng muốn khô môi múa mép thế nào cũng được Cao nhân tắc hữu cao nhân trị Mình nhận làm thầy Mà lời mình nói không như đinh đóng cột Thì ai người ta tin Ông Nghĩa lại vuốt tròm râu nheo nheo mắt ra dáng trầm ngâm rồi tiếp tôi quả quyết với các anh như thế là vì trước đây tôi cũng từng xem qua rất nhiều các cuốn sách dạy về thuật số cả của ta lẫn của tàu những hiện tượng người ta hay nói là vong ám có thể cắt nghĩa một cách đơn giản là do tần số sóng điện tử của một người đang sống bị ảnh hưởng bởi một bước sóng khác dòng năng lượng ấy có thể xuất phát từ người chết hoặc rất có thể chỉ từ thiên nhiên mà ra những kẻ nắm bắt được những bí thuật như vậy Chỉ cần xác định được tần số của hình thái sóng ấy Rồi triệt tiêu đi Thế là xong Nói như thế là để các anh hiểu Hiện tượng vong ám là ảnh hưởng bởi sóng điện tử Nó không gây ra đau đớn một cách rõ ràng Thường chỉ khiến cho người ta bại hoại Mất ngủ, mất ăn, tinh thần hao sút Đắc giơ tay ngắt lời ông Nghĩa Vậy còn bà ngắt thì sao? Không phải ông cũng nói bà ta bị mất ngủ hay sao Lão thầy bói một lần nữa gật gù trầm giọng nói Thì đúng là bà ngát bị mất ngủ Nhưng bà ngát mất ngủ Là bởi những cơn đau trong đầu Lão vừa nói Vừa dùng ngón trỏ gõ cổng cộp Lên cái chán bóng tấn của mình Vòng ám có thể khiến cho người ta mệt mỏi Tinh thần suy kiệt Nhưng nó không làm người ta đau đớn Chỉ có bỏ bùa yểm ngại mấy cây ra tình trạng đó mà thôi Đắc cười nhạt Ông Nghĩa Chúng tôi có thể tiến hành truy tố ông Về hành vi buôn thần bán thánh Mê tín dị đoan theo điều 320 bộ luật hình sự đấy Đừng có lôi mấy chuyện giả thần giả quỷ ra Làm mất thời gian của chúng tôi Ông Nghĩa lần này tỏ ra nghiêm túc Không cười Mắt nhìn thẳng vào người đối diện Rõ ràng lão thuật sĩ giang hồ này Không hoàn toàn là một kẻ ăn gian nói bậy các cậu nghĩ bùa ngại là mê tín gì đoan ư Đừng để mấy bộ phim rẻ tiền dắt mối mình như thế Sức mạnh của bùa ngại không nằm ở ma quỷ thánh thần hay những lời phù chú Chúng là kết tinh của hàng ngàn năm nghiên cứu Tìm tòi của biết bao nhiêu thế hệ thuật sĩ thỏa sơ khai Từ côn trùng thảo dược y học và cả các yếu tố tâm sinh lý hóa trong cơ thể con người Bùa ngại là khoa học Một thứ khoa học hồng hoang nhưng vô cùng bí ẩn đắc và người bạn càng nghe càng há hốc mồm kinh ngạc lão thầy bói lại tiếp bùa ngại phát huy tác dụng một phần vì lợi dụng đúng tâm lý tự ti mặc cảm sợ hãi của con người nhưng mặt khác để nó có thể khiển trí điều tâm trong bùa ngại còn phải có các hợp chất từ thảo mộc từ côn trùng từ rất nhiều các chất hóa học hòa quyện vào nhau rồi bằng một phương pháp nào đó như đốt uống người ăn bùa ngải mới có thể tác động vào cơ thể con người. Những kẻ muốn làm bùa yêu để khiến người khác phải lòng mình. Chỉ cần sử dụng một vài giống cây thảo dược bí mật cho người đó sử dụng. Mỗi lần như vậy, chất thảo dược sẽ tác động vào tâm trí của nạn nhân. Nó giống như một chất gây nghiện, khiến nạn nhân có cảm giác mỗi lần ở bên kẻ đó lại thấy lòng lâng lâng bay bổng, cảm thấy say mê đồng cảm. Nhưng cuối cùng thì họ thường hóa thành người ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì bị các chất hóa học tác dụng quá nhiều. Tôi nói thế các anh có hiểu không? Đắc và đồng đội đỡ ra chưa kịp phản ứng thì ông Nghĩa đã lại tiếp. Tôi biết các anh sẽ thấy khá bất ngờ, buổi ngải cũng dựa trên khoa học và thứ buổi yêu tôi đang kể. Thật ra, giống như một loại chất hướng thần có tác dụng làm tăng hormone oxytocin trong cơ thể nạn nhân mà thôi niềm tin duy vật bao năm bồi đắp bằng những lớp học cảm tình đảng trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ dường như cả khung cảnh thâm u khói hương nghi ngút vừa vang lên những tiếng cười nhạo tai quái thất thanh nhắm vào hai người cảnh sát ở cái nơi nhà thánh cửa thần nhang mở đèn tỏ này rõ ràng chẳng phải là chỗ mà vật chất tầm thường có thể quyết định nên ý thức vậy vậy còn trường hợp của bà ngát thì sao người đồng chí bên cạnh đắc một lần nữa buột miệng hỏi anh đã cố ngăn nhưng không kịp đắc không muốn để lão thầy bói kia biết rằng đến lúc này chính anh và đồng đội cũng đang bị lung lạc vì những điều lão ta vừa nói ông nghĩa lắc đầu đáp bằng một giọng như có pha hối tiếc về tình trạng của bà ngát quả thật tôi cũng chỉ dám nói là bà ta bị kẻ nào đó bỏ bùa hay chơi ngại nói một cách đơn giản là bà ngát bị người ta hạ độc còn kẻ thù ác ra tay làm sao hạ độc thế nào thì tôi không thể biết được đắc cúi mặt trầm ngâm nói thôi được ta cứ coi như bà ngát bị người ta hạ độc nhưng chẳng nhẽ ông không nắm được loại độc tố nào có tác dụng như thế hay sao ông nghĩa xua xua tay đáp tất nhiên là tôi không thể biết được rồi thế giới bùa ngải có hàng chục đến hàng trăm hệ phái các chi phái đó từ trước đến nay mỗi đời đều chỉ truyền thụ cho một vài đệ tử Đa số các hệ phái đều rút vào bóng tối Hoạt động âm thầm Những kẻ lấy ba tất lưỡi nuôi thân như tôi Không bao giờ biết được cụ thể những việc họ làm Nhưng Nhưng mà Nhưng sao Ông nói đi Đắc sốt ruột dục Lão thầy bói nhướng cặp lông mày rủ Nhìn hai người bằng con mắt rất nhà nghề Rồi cười gian xào Đắc bực mình trừng mắt lại gằn giọng dọa Này Ông còn định vòi vĩnh cả chúng tôi nữa đấy à ấy ấy không Tôi nào dám làm phiền đến người nhà nước Nhưng tôi chỉ mong là các anh nới tay làm phước Để tôi với thằng bé Ngày ngày còn có bát rau bát cháo nuôi thân thôi Đắc hử nhẹ một tiếng Đồng chí đi cạnh anh cười khổ Gật gật đầu bảo Thôi được rồi Ông cứ nói đi Lão thầy bói cười khà khà Rồi ngay lập tức chậm giọng xuống Như cố làm cho không khí thêm phần căng thẳng mặc dù tôi không biết chắc người ta đã ra tay thế nào nhưng có lẽ bà ngát bị ảnh hưởng bởi chất độc có trong côn trùng chiếc xe bốn cửa gắn biển dân sự lầm lũi ra khỏi nhà của lão thầy bói không khí im lặng vẫn bao trùm cả chiếc xe ngồi ghế lái đắc mở cửa sổ tranh thủ lúc dừng đèn đỏ châm liền hai điếu thuốc rồi chia cho đồng đội anh lên tiếng phá tan cái khoảnh khắc im lặng giữa hai người có khi nào lão nghĩa biết chồng của bà Ngát làm nghề gì không nhỉ? Người kia lên tiếng. Khả năng cao là có, bởi vì ít nhiều lão cũng đã tự điều tra được nhân thân của bà Ngát sau mấy lần gặp mặt rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng không biết chúng ta điều tra theo hướng này có ổn hay không thôi. Ai mà tin được thời đại này rồi mà vẫn còn có những chuyện bỏ bùa yểm ngại như thế được cơ chứ? Đắc không trả lời. Anh nhả chân phanh để chiếc xe từ từ trôi đi giữa đoạn đường vắng vẻ. Một lúc sau Đắc mới lên tiếng nói Tôi cũng đang nghĩ như anh Nhưng hạ độc bằng côn trùng cũng không phải là không thể Thậm chí rất có thể chúng ta Vì xuất thân từ những người có chuyên môn nghiệp vụ Đã không chú ý đến chi tiết này Án xử tồn tại rất nhiều vụ việc Mà kẻ thù ác sử dụng độc chất từ thảo dược Hoặc rắn rết động vật để ra tay với nạn nhân rồi mà Chưa kể Chưa kể chồng bà ngát ông Vinh cũng đã từng có hai người vợ trước và cả hai người đó đều chết bất đắc kỳ tử đúng không đắc khẽ liếc mắt nhìn sang người đồng đội rồi gật đầu cái chết của hai người đàn bà đó đã từ lâu vẫn ám ảnh trong tâm trí đắc khiến anh nuôi nấng nỗi nghi ngờ với nhà khoa học chuyên nghiên cứu về côn trùng tên nguyễn xuân vinh đã nhiều năm trôi qua từ khi đắc nhận thụ lý vụ việc bà trần thị tuyết qua đời cái chết của bà Tuyết là một biến cố gây chấn động tỉnh Bắc Thái thời điểm ấy. Một người phụ nữ con nhà thế gia vọng tộc là nữ chủ nhân của xưởng may nổi tiếng, bỗng nhiên qua đời ở tuổi 35. Nhìn những bức hình chụp bà Tuyết khi còn tại thế, Đắc không thể không bàng hoàng khi vén tấm khăn trắng phủ trên thi thể người chết trong nhà xác. Người chết không nhắm mắt, hay nhãn cầu mở lớn, mí mắt vén cao, lồi hẳn ra ngoài hiện rõ vẻ kinh hoàng không gì che giấu được. Đôi đồng tử rán to, Phụ trùm gần kín cả lòng đen là bằng chứng cho phản ứng hoảng loạn cuối cùng trước khi cơn suy tim xuất hiện. Khoảng miệng người chết mở to, cơ hàm dưới kéo hết cỡ xuống đến sát cầm như dấu hiệu của tiếng thét thê thảm cuối cùng. Một phản ứng bản năng khi con người đối diện với thứ mình sợ hãi. Các khám nghiệm của cơ quan chức năng không đưa ra được một nguyên nhân nào khả sĩ ngoài việc trái tim phải làm việc quá mức khiến động mạch phủ to rồi dừng lại nạn nhân chết vì nhồi máu cơ tim thời điểm ấy hệ thống camera an ninh vẫn chỉ tồn tại trong các cơ quan chính phủ các xí nghiệp quốc phòng nên không có gì để kỹ thuật lại được rõ nét hơn nguyên nhân cái chết của bà tuyết nhưng những người hàng xóm láng giềng sống gần đó cho hay trước khi trụy tim rồi đột tử bà tuyết cũng có những biểu hiện bất thường về tâm lý có người nói rằng vì tiệm may phá sản nên thần kinh của bà có vấn đề nhưng lại có kẻ nói ngược lại rằng chính vì bà tuyết hóa điên nên hiệu may của bà mới không còn ai quán xuyến thực hư ra sao ít ai nắm rõ chỉ trừ đắc và một số cán bộ điều tra thời gian đó họ biết rằng trước khi chết và trước khi sưởng may của bà phá sản bà tuyết đã có những biểu hiện của chứng trầm cảm được ghi rõ ràng trong đống hồ sơ bệnh án cùng với hàng loạt những mác thuốc an thần được bác sĩ kê đơn. Cái chết thứ hai là của bà Đặng Thùy Linh. Bà Linh mất năm 40 tuổi, nguyên nhân cái chết cũng là đột tử, nhưng không phải vì hội chứng suy tim mà vì một căn bệnh khác. Bà Linh là con gái của một bác sĩ phẫu thuật hồi hưu, rất nổi tiếng về các chứng bệnh đường hô hấp. Bà Linh tuy không nắm trong tay chuỗi thương nghiệp như bà Ngát hay bà Tuyết, nhưng cũng là con nhà gia giáo thế Việt Trâm Anh. Bà có hai bằng cử nhân luật và ngoại ngữ, là một luật gia có tiếng trong một tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Bà Linh quen ông Vinh sau cái chết của bà Tuyết chỉ chưa đầy một năm. Cuối năm 2007, bà Linh kết hôn với ông Vinh, hai người sống với nhau một thời gian dài nhưng không sinh nở. Đến năm 2012, sau 5 năm chung sống, cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối giữa luật sư Linh và giáo sư vinh bắt đầu rạn nứt nguyên nhân có thể vì hai người không có con với nhau nhưng ít ai kiểm chứng được điều này người ta chỉ thấy bà linh bắt đầu trở thành khách quen của bệnh viện một thời gian dài và liên tục bà mất khả năng nói hay đơn giản hơn là bà đã bị câm một chứng bệnh vốn chỉ xảy ra vì các khiếm khuyết bẩm sinh hoặc do thương tật vì tai nạn với mối quan hệ với nhiều bệnh viện lớn nhỏ cả trong và ngoài nước của cụ thân sinh nhưng các bác sĩ không ai tìm ra được căn nguyên của chứng câm bất thường ấy bà linh tiểu tụy dần dần việc hạn chế về khả năng giao tiếp khiến công việc của bà ảnh hưởng nặng nề khách hàng mất dần bà linh cũng bắt đầu có những dấu hiệu của chứng trầm cảm một thời gian sau bà bị đưa vào bệnh viện tâm thần với triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt bà không thể nói nhưng hết khóc lại cười khuôn mặt mỹ miều sắc sảo thuở xưa đã không còn nữa thay bằng một hình hài hốc hác, hai hố mắt trũng sâu, gò má nhô cao như một người bị bỏ đói lâu ngày. Mái tóc dài trước đây bây giờ cụt nguồn, chỗ còn chỗ mất như bị ai giật sạch. Người ta phải chói bà lại, sinh hoạt ăn uống, thậm chí là đại tiểu tiện ngay trên giường. Cơn điên của bà Linh đã trở thành nỗi ám ảnh với không chỉ những bè bạn, thân nhân, mà còn cả những y tá, hộ lý trong trại tâm thần. Họ chưa từng thấy một người bệnh nào như vậy một thời gian sau, bà Linh qua đời. Điều ghê rợn nhất là khi các bác sĩ tiến hành khám nghiệm lần cuối, họ tìm thấy trong thực quản cũng như dạ dày của bà Linh rất nhiều tóc. Tóc cuộn lại với nhau thành từng búi, chặn cứng đường khí quản gây nghẽn thở. Đồng thời tóc đã vướng lại ở ruột già làm tắc ruột. Hai cơ chế tổn thương diễn ra cùng một lúc, khiến người bệnh không thể hô hấp và tiêu hóa. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là phần ruột bị tắc không chịu được thêm áp lực, đã khiến thành ruột xuất huyết rồi nứt ra làm các chất bẩn bên trong cùng với axit tiêu hóa tràn ra ngoài ổ bụng ăn mòn nội tạng rồi trực tiếp gây nên cái chết kinh hoàng của người luật gia xinh đẹp ngày nào cả hai cái chết đầu tiên khiến người ta bắt đầu đặt ra giả thuyết về một người chồng có tướng sát thê nên bà nào vớ phải cũng ra người thiên cổ nhưng đắc thì nghĩ khác cả hai người phụ nữ qua đời đều bắt đầu với những biểu hiện bất thường về tâm lý khiến cho đắc lờ mờ nghĩ rằng họ là nạn nhân của một âm mưu thâm độc và bây giờ là vụ tự tử của bà Lê Thị Ngát. Đắc là cán bộ chịu trách nhiệm chỉ huy, trực tiếp thụ lý điều tra vụ việc. Vụ tự sát của bà Ngát không khiến những người bình thường và thậm chí cả thượng cấp của anh quá quan tâm. Nhưng những nghi ngờ xung quanh người vị giáo sư côn trùng học vẫn còn luận quẩn không dứt trong suy nghĩ, khiến anh mất ăn mất ngủ. Đắc cứ trầm tư, nghĩ mãi đến lời khẳng định của lão thầy bói Người ta đã dùng côn trùng để hạ độc bà ngát. Đêm nay, Đắc ở trụ sở không về nhà. Anh đi đi lại lại khắp phòng làm việc, hút thuốc liên tục, bất tận. Bàn tay không ngừng gái quanh quai hàm đầy râu, đang mọc đâm lầm chậm. Đắc không muốn mình mù quáng lao vào điều tra theo cái hướng mê tín mà lão thầy bói vẽ ra. Anh nghi ngờ rằng lão nghĩa đã biết được công việc của ông Vinh từ trước dựa vào đó để bịa ra một câu chuyện liên quan đến cái chết của bà ngát đắc rồi điếu thuốc và gạt tàn miệng lẩm bẩm như thể nói một mình mẹ kiếp nhưng mà lão bịa ra để làm gì nhỉ thật vậy đắc không nghĩ ra nổi một lý do nào để khiến lão nghĩa phải bịa ra câu chuyện đó lão không có động cơ gây án bà ngát chết đi lão mất đi một khách hàng thân thiết sẵn sàng chi bạo tay để nhờ lão giải bùa trừ yểm Việc bà ngát nhảy lầu thật ra là một mất mắt cực kỳ to lớn đối với con đường kinh doanh của lão. Đắc lắc đầu để mình thêm tỉnh táo khi trời đã dần ngả qua đêm. Xa xa ngoài cửa sổ có tiếng chó sủa trăng rợn rợn như tiếng cầu hồn đang nương theo những làn gió xe xe lạnh. Một lần nữa, Đắc lôi hết những bức ảnh chụp hiện trường cả ở chân tòa cao ốc lẫn trong căn chung cư bà ngát thuê riêng. Tại chống cầm, đắc quan sát kỹ càng từng bức ảnh chụp hiện trường. Trời đã rất khuya, ngoài khung cửa sổ mở hé cho khói thuốc thoát ra ngoài. Đắc trông thấy sương đêm đã phủ dày không khí, tạo thành một bức màn trắng đục bủa vây cảnh vật bên ngoài, khiến không gian trở nên càng âm u lạnh lẽo. Anh chán nản thở dài, gập đống hồ sơ đặt xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền. Anh đưa tay khẽ say mắt cho đỡ mỏi. Tiếng rao của mấy người bán đồ ăn đêm hình như cũng không còn nữa. Chứng tỏ trời đã quá khuya Đắc uể oải đứng lên Mở tủ lấy ra một chiếc chăn mỏng Toan ngủ chừng hai ba tiếng rồi sẽ dậy Nhưng còn chưa kịp ngả lưng Bỗng một luồng gió bất chợt lùa vào từ cửa sổ Làm đắc rùng mình lạnh toát Anh đang co ro giật mình Thì chợt nghe tiếng gió rít lên từ cửa sổ Trong khoảnh khắc ngoái cổ trông ra Anh sừng sốt thấy ngoài sân Đang lầm lũi đi trong nền xương trắng toát thấp thoáng có bóng người phụ nữ tựa vai vào cây cột chống mái hiên dáng điệu hết sức ưu phiền nhìn anh như khẩn khoản đắc chớp mắt hồi lâu run rẩy nhận ra bóng người đang đứng bên ngoài kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà ngát xa xa sau lưng bà ngát trong vùng ánh sáng mờ mờ lại thêm hai người nữa mặc áo dài tang trắng đang chậm chậm tiến về với nét mặt sợ sệt lo âu gió thổi tung mái tóc và tà áo dài bay phấp phới phụ họa với những tán lá bạn đang rung lên phần phật anh tái mặt thất kinh nhưng vẫn nhòm người dậy hai cánh tay vịn vào chấn song cửa để che giấu cảm giác hái hùng bà bà ngát bà ngát có phải không lại cả bà linh bà tuyết nữa c cái gì thế này bà ngát vẫn đứng yên máu từ trên đầu bỗng rỉ ra chảy từ từ xuống hai bên má khuôn mặt xinh đẹp của bà ngát từ từ biến đổi với những vết nứt chạy dài từ đỉnh đầu đến quai hàm dưới một phần hộp sọ bị bẹp đún lại như một cục đất sét bị lũ trẻ vo viên sắp sửa tái hiện lại hoàn toàn khung cảnh kinh hoàng khi một người rơi từ tầng 28. từ những kẽ nứt trên khuôn mặt bỏ ra lổm ngổm những con bọ cánh cứng thân hình vừa dài vừa dẹt toàn thân đen kịt sần sùi như vỏ nhãn trên đầu những con cánh cứng Mọc ra hai sợi râu rất dài Liên tục ngọ nguậy đung đưa Như đang tìm đường thoát Hai chiếc răng hàm rất lớn Không ngừng gặm nhấm những phần thịt Đang rách toát ra trên khuôn mặt của âm hồn Bà Tuyết và bà Linh cũng vậy Không biết từ lúc nào Trên người họ đã bám chi chít Những con bọ cánh cứng kỳ dị Mà Đắc thấy nửa lạ nửa quen Tưởng chừng anh đã gặp chúng ở đâu đó Mà trong lúc bối rối này đây Anh chưa thể nhớ nổi những con côn trùng lúc nhúc bỏ ra từ lỗ tai khoang miệng Kẽ nứt trên khuôn mặt Chúng nối đuôi nhau Chỉ trong khoảnh khắc đã đu bám khắp cơ thể Khiến ba tà áo dài tang trắng lốm đốm những vệt đen Từ trong bóng tối trông như những vết máu in lại trên da thịt Đắc kinh hãi trước cảnh tượng giận người Anh giật mình toan kêu lên nhưng không được Anh cố vùng dậy để chạy hẳn ra ngoài nhưng có một sức mạnh nào đó giữ kỳ chân đắc lại như bị cột chặt vào giường bắt anh nằm một chỗ dương mắt nhìn. Anh thấy hai cái bóng kia từ từ tiến lại bên bà ngát, ba khuôn mặt đều xám ngoét như nhau. Đắc lại bẩy nhìn nước mắt vong hồn tự dưng ứa ra, rồi bóng cái quai hàm lủng lẳng của bà ngát bắt đầu cất lên tiếng nói. Cậu ơi, chồng tôi giết tôi. Rồi hai cái bóng cũng nói theo. Nó giết chúng tôi, cậu ơi. Dứt lời Cả ba đều lùi lại Rồi bất thỉnh lình đám côn trùng bám trên người Trên mặt của những vong hồn Bỗng tung cánh quay phát lại Bổ nhào vào mặt đắc Anh giật mình kinh hãi Gắng sức vùng vẫy Hét to lên một tiếng rồi tràn tỉnh Mồ hôi vã ra như tắm Anh ngồi lên thở hồng hộc Như thể sắp đứt hơi Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng Đắc đưa tay lau mồ hôi chán rồi lẩy bảy bước xuống khỏi chiếc giường đơn đóng bằng gỗ tạp cho các đồng chí công an phải trực đêm tại trụ sở sử dụng. Anh với tay toàn lấy ca nước lọc để trên bàn uống cho tỉnh táo, nhưng bất ngờ đắc giật mình, Rụt ngay tay lại. Bởi vì khi vừa mới vươn người, Tại anh đã chạm phải một vật xù xì đậu trên bình nước. Đắc quay phát đầu trông lại, đó là một con bọ cánh cứng thân đen xì, sần sùi như vỏ nhãn, lại vừa xẹt vừa dài cái đầu bé với hai sợi râu vươn dài đã chứng minh những suy nghĩ vừa hiện lên trong óc anh hoàn toàn chính xác. Đây chính là con côn trùng mà ban nãy Đắc đã thấy trong giấc mơ. Anh rùng mình lắc đầu rồi khẽ co người lại, bởi trong đầu anh vừa nảy ra một suy nghĩ giận người. Nếu con vật này còn ở đây, vậy thì những bóng ma lúc trước là hư hay thật? Bẩn thần một lúc, Đắc mới dám từ từ tiến lại. Anh run run Giờ hai ngón tay nhẹ nhàng túm vào lưng con côn trùng Nhưng dường như nó cố tình ở yên cho anh bắt Chỉ khẽ lắc nhẹ cái đầu bé tèo Với hai sợi đầu dài quá thân thể đen xì Đắc cho nó lên mặt bàn làm việc Rồi lấy một chiếc cốc lật ngược lại Rồi úp lên nó Tạo thành một nhà tù tí hon bao quanh con cánh cứng Đắc bóp đầu dây chán Bởi lẽ anh đã từng trông thấy con côn trùng này ở đâu đó trước đây mà lúc này hình ảnh lờ mờ ấy không thể nào giúp anh nhớ rõ Ngồi lại trên bàn Đắc chậm ngâm nhìn con côn trùng đang chậm chậm bỏ quanh cái nhà tù của nó Câu khẳng định của lão thầy bói một lần nữa vang lên trong trí óc Khiến anh lại càng chắc chắn vào suy đoán của mình Bà ngát chết là do yểm bùa Có kẻ nào đó đã dùng nọc độc của côn trùng hãm hại bà ta Như thể sực nhớ ra điều gì Đắc giật mình trồm người nhòm dậy anh ôm lấy đống hồ sơ trên bàn vội vàng lôi ra tập ảnh chụp căn nhà của bà tuyết người vợ đầu của ông vinh bà tuyết lên cơn trụy tim rồi chết ngay tại nhà nguyên nhân hết sức khách quan nên các điều tra viên không hề chú ý và coi nó như một vụ án mạng tất cả họ đều chỉ coi đó là một sự cố khiến một người tử vong mà thôi bởi thế mà những bức ảnh chụp hiện trường cũng hết sức sơ sài bức hình mà đắc cần không nằm trong đống ảnh hiện trường đó là một tấm hình chụp khung cảnh tang trường Trong đám ma của bà Tuyết Trong đám ma của bà Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đặt trang trọng giữa nhà Bên cạnh thân nhân gia quyến khóc hết nước mắt Để tiến đưa một người đàn bà tài năng Nhưng yếu mệnh Và quỳ mọp ở một góc áo quan Chính là ông Vinh Bức ảnh chụp từ góc phòng khách Tạo thành một góc nghiêng Khiến phần mặt đang cúi gằm trên nắp ván thiên của ông Vinh Hơi lộ ra một nụ cười một nụ cười gian xảo mà chỉ mình đắc phát hiện ra. Nhưng trên tấm hình đó không chỉ có nụ cười của người đàn ông vừa mất vợ, mà trên một cánh cửa phòng khóa trái còn có một biểu tượng. Biểu tượng của một con bọ cánh cứng được sơn đen, thân dài như chiếc lá, có hai sợi râu và hai chiếc răng hàm to bản gắn trên cái đầu bé tí không mấy cân đối với thân hình. Bên trên biểu tượng đó là hai dòng chữ nửa Việt nửa Anh ghi phòng nuôi cấy ngày nhận xử lý vụ việc của bà tuyết chính đắc cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi đến nhà bà và thấy cả một căn phòng được ông vinh tận dụng làm nơi nghiên cứu côn trùng chính anh đã từng nhìn thấy biểu tượng con bò cánh cứng kia nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu ấn tượng dần phai nhạt khiến anh chỉ còn lơ mơ mãi không nhớ ra con côn trùng này đắc đã thấy ở đâu từ từ lần mở thêm những trang hồ sơ những bức ảnh được các đồng nghiệp lưu lại đắc còn bàng hoàng hơn nữa khi anh phát hiện ra trong cả ba căn nhà mà ông vinh từng làm rẻ tất cả ba căn nhà đều có một căn phòng được ông vinh trưng dụng làm phòng nuôi cấy một đồng nghiệp nào đó của anh thậm chí đã thâm nhập vào trong rồi chụp lại khung cảnh của một gian buồng dưới ánh sáng mập mờ của vài bóng đèn đỏ treo rất cao trên trần không tỏa đủ sức sáng cho căn buồng hơn 2 mét vuông có hàng chục những bể thủy tinh xếp thành từng giá Chúng được đậy kín bằng những tấm lưới sắt ken dày, lại đè lên bằng những khối tạ chỉ, như thể sợ bị thứ bên trong có thể đào thoát ra ngoài. Và sau những lớp kính ấy, không phải là chia chết những con bọ cánh cứng đủ hình dạng và màu sắc như bộ sưu tập của các nhà giáo sư chuyên nghiên cứu côn trùng. Trong hàng chục những bể thủy tinh, chỉ có một loại côn trùng duy nhất, đó chính là thứ đang bỏ quanh chiếc cốc cao úp ngược kia, con côn trùng bỏ ra từ mồm người chết những bể kính rán nhãn thực tử trùng thật vậy thứ bọ cánh cứng mà lão vinh nuôi trong những bể kính của phòng thí nghiệm là một giống côn trùng đặc biệt từng là giống vật được các dân tộc bản địa hoa nam thuần dưỡng chúng có cái tên rất đơn giản là thực tử trùng hay trùng ăn tóc thế nhưng dưới khả năng và truyền thống lâu đời từ thuở hồng hoang để lại các sắc dân vùng hoa nam trung quốc đã biết tận dụng tập tính của các loại côn trùng rồi sử dụng chúng vào nhiều mục đích Đám thực tử trùng cũng vậy. Loài côn trùng này có tập tính sinh sống bầy đàn giống ong hoặc mối. Chúng có con đầu đàn và các loại con thợ, con lính. Nhưng con thực tử trùng chúa lại không biết nuôi con, nên những con non đẻ ra được đám thực tử trùng thợ mang đến tổ của những con ong mật. Gửi ở đó bằng cách cắn cổ những con ong mật, tiết ra một chất để điều khiển các cá thể ong này để chúng mang mật hoa về nuôi chính cái đám thực tử trùng non kia sau khi chúng trở thành ấu trùng các con ong non sẽ bị ăn thịt cho đến lúc trưởng thành chúng sẽ tự biết đường quay lại để phục vụ thực tử trùng chúa nhưng các sắc dân ngày đó đã phát hiện ra rằng thực tử trùng không chỉ đục thủng được tổ ong để gửi các con non chúng còn có thể ký sinh bên trong cơ thể các loài máu nóng thậm chí là cả xác người chết nằm trong nghĩa địa thực tử trùng sau khi đã ký sinh và trưởng thành từ thứ thịt người chết chúng sẽ tiết ra một thứ hợp chất đặc biệt hợp chất này có sẵn trong tuyến nước bọt của giống thực tử trùng hoạt động dựa theo tập tính của loài trùng đó khi chúng cắn một nạn nhân hợp chất này sẽ đi vào máu và tấn công vào hệ thần kinh để kiểm soát và điều khiển nạn nhân làm mọi việc phục vụ cho thực tử trùng loài thực tử trùng chỉ có một con chúa duy nhất Tất cả các con thợ hoặc con lính bên dưới đều phục vụ cho con chúa này, thậm chí là cả các nạn nhân mà chúng ký sinh, tiêm độc vào người cũng vậy. Là một giáo sư chuyên nghiên cứu về côn trùng, nhưng ông Vinh cũng là một tay cá độ nảy lửa có tiếng trong các sòng bài. Tên tuổi ông không chỉ nằm trong danh sách các nghiên cứu sinh mà còn nổi danh trên giới bạc. Nhưng dây may của ông Vinh không kéo dài được lâu thường xuyên đẩy ông đến tình trạng cháy túi và suy kiệt. Trong một lần sang Trung Quốc với mục đích nghiên cứu các giống côn trùng mới cũ của nước bạn, ông Vinh đã vô tình tiếp cận được kiến thức về loài thực tử trùng. Ghê gớm hơn nữa, ông lại biết được tập tính của giống trùng cổ này. Giống cổ trùng với khả năng điều khiển nạn nhân bằng hóa chất sẽ chẳng khác nào một thứ bùa yêu, giúp ông Vinh tiếp cận được những phụ nữ giàu có nhiều tiền, để họ giúp ông trả những món nợ nhiều tỷ ở các chiếu bạc trải dài suốt một dọc từ Bắc đến Nam. Ý tưởng ấy được ông hiện thực hóa lần đầu với bà Tuyết, chủ chuỗi cửa hiệu may nổi tiếng miền Bắc một thời. Ngày bà Tuyết chạm mặt ông Vinh, bà đã trúng tiếng xét ái tình để rồi mang hết tất cả tiền bạc của cải gia sản một đời bà cố gắng cung phụng cho người chồng mới. Nhưng số tiền ấy không lấp nổi cái hố sâu thua lỗ của ông Vinh. Bì già, bài cào sập sám cho đến các món lô đề cá độ, không khoản nào ông Vinh không có mặt. Mà càng chơi ông lại càng lỗ nặng, đến mức bà Tuyết phải bán dần các cửa tiệm may đi để cứu chồng. Nhưng thời điểm ấy ông Vinh chưa nhận ra được một điều, đó là tác dụng phụ của đám thực tử trùng khi tiếp diễn một thời gian quá dài sẽ tác động vào hệ thống thần kinh trung ương, khiến nạn nhân mất dần khả năng kiểm soát. Không chỉ trở thành một con rối mà còn trở nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ điên điên dài dại chứng bệnh tâm thần phân liệt của bà tuyết là không thể nào tránh khỏi sau khi đã chiếm hết gia sản của người vợ đầu tiên rồi ném vào sới bạc ông vinh cảm thấy sự có mặt của người phụ nữ này không còn cần thiết thậm chí việc tồn tại của bà tuyết còn khiến ông cảm thấy vướng víu không thể thực hiện được thêm các dự tính về sau lợi dụng căn bệnh tâm thần phân liệt của bà ông vinh đã thường xuyên ném bà vào căn phòng nuôi cấy để bà trực tiếp đối diện với đám côn trùng mà bà từng sợ hãi và ngay lúc ấy chúng đang ký sinh trong cơ thể bà thậm chí còn một người điên dại cộng với trái tim yếu ớt đã không thể chịu đựng được sau những chuỗi ngày bị chồng giam lỏng giữa đám côn trùng sâu bỏ một ngày nọ bà tuyết lên cơn suy tim rồi tắt thở tương tự với thủ đoạn ấy ông vinh tiếp diễn với luật gia linh và bây giờ là chủ tiệm vàng Lê Thị Ngát Cả ba cái chết của ba người phụ nữ Đều xuất hiện những triệu chứng thần kinh Là tác hại của đám cổ trùng khi chúng tiêm nọc độc vào cơ thể người Cả ba người phụ nữ đều đã vô tình rơi vào cái bẫy của lão giáo sư độc ác Để rồi phải sống trong cảnh nửa người nửa ngợm Mù quáng từ từ dâng hết cho gã đàn ông kia Tất cả gia tài và cả mạng sống của mình Thực tử trùng có thể coi là thứ tu hú của giống côn trùng Và trong câu chuyện này Con thực tử trùng chúa Chính là gã đàn ông nhiều mưu mô xảo quyệt Mà Đắc bố bằng mọi giá Sẽ vạch mặt rồi đưa ra công lý Đắc mỉm cười nhìn con thực tử trùng Đang luận quẩn trong nhà tù Làm từ miệng cốc Anh mãn nguyện với ý nghĩ chỉ một thời gian nữa Sau khi anh đã thu thập đủ bằng chứng Lấy được dữ liệu về chất độc của đám côn trùng này thì tội ác của gã đàn ông kia sẽ được anh phơi bày ra ánh sáng bắt lão vinh trả giá cho ba người phụ nữ mà hắn từng lợi dụng và hãm hại ý nghĩ ấy khiến anh hí hửng nhếch mép cười đắc muốn nhìn con quái trùng gần hơn một chút để xem liệu giữa khuôn mặt người và khuôn mặt vật khuôn mặt của ai mới đáng sợ và thâm hiểm hơn ai đắc nhấc chiếc cốc thủy tinh đặt ra chỗ khác rồi cúi sát đầu nhìn chằm chằm vào tấm thân đen kịt sần sùi như vỏ nhãn của con thực tử trùng con vật bí ẩn vệnh hai chiếc râu dài ngoãng lên ngoe nguẩy nhìn lại anh bằng cặp mắt với chi chít những ô đen như có một sức thôi miên mãnh liệt đắc từ từ giơ ra một ngón tay rồi khẽ chạm vào sợi râu của con vật bất thình lình con thực tử trùng quay phát lại cắn mạnh vào ngón tay anh một cái trong khoảnh khắc đắc giật mình choáng váng trước mắt anh con thực tử trùng không thèm bay đi nó vẫn luẩn quẩn bỏ trên mặt bàn như muốn chiêm ngưỡng tác phẩm mà nó vừa mới tạo ra. Đắc cũng ngẩn người nhìn xuống đầu ngón tay đang rịn máu, thứ máu đen xỉ như vừa bị nhiễm đầy chất độc. Anh tái mặt nhìn con thực tử trùng khốn kiếp đang ngoe ngoẩy hai sợi râu dài như thể trêu ngươi. Vết cắn có lẽ chỉ bằng cái đầu kim, nhưng cảm giác nhói buốt khủng khiếp cứ chạy ngược lên tận óc. Trong vô thức, đắc đồng mình buồn rùn nhớ lại khuôn mặt và nụ cười thâm độc của Lão Vinh khi cúi đầu trên nắp ván thiên trong đám ma người vợ đầu tiên. Giờ đây, nụ cười ấy lại đang hiện diện trước mắt anh. Nụ cười nham hiểm thâm độc, đầy toan tính của một gã đàn ông đốn mạt. Nhưng bất ngờ, Đắc bóng thấy nụ cười của Lão Vinh trở nên dễ mến. Bởi anh cũng vừa nhận ra rằng chất độc của thực tử trùng không chỉ tác động đến đàn bà, mà ngay cả đàn ông cũng phải chịu những ảnh hưởng ghê gớm lâu dài của nó Sáng hôm sau Người chiến sĩ trẻ bước vào phòng trực ban Vừa trông thấy người đang nằm trên giường Anh ta đã lên tiếng hỏi Đắc đây à Đêm qua không về mà ngủ lại đây đấy à Dậy ở bàn giao đi Tôi đến rồi đây Mà cậu thấy vụ của bà ngát thế nào Hôm nay nếu không có gì tiến triển Bộ phận pháp y sẽ phải trả lại thi thể Để thân nhân đem về mai táng đấy Thấy mình nói một hồi Mà không có tiếng đáp lời Người sĩ quan nọ ngạc nhiên tiến lại gần hơn Rồi giật tung chiếc chăn đang phủ lên cơ thể ở trên giường Nhưng ngay lập tức anh giật mình lùi lại phía sau Hai mắt trợn trừng Mồm há rất kinh ngạc nhưng không thốt được lời nào Vì trước mặt anh Đắc đang nằm co quắp Khuôn mặt biểu lộ sự kinh hoàng khủng khiếp Một bàn tay Đắc đang túm tóc Tay còn lại đấm liên tiếp vào tai Anh nằm trên chiếc giường đơn Liên tục lặp đi lặp lại một điệp khúc giận người trong đầu tôi trong đầu tôi quý vị thân mến hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi à, quý vị cảm nhận gì về hai câu chuyện này và cái câu chuyện thứ hai của tác giả tuấn vũ cũng khá là hay lần đầu tiên thuận đọc về nội dung là thực tử trùng như thế này thuận cảm thấy nó khá là hấp dẫn à, cái kết thì thường, thường thuận đọc mấy chuyện của tác giả tuấn vũ thì đều thấy là những cái kết khá mở và đôi khi là một cái tình huống lật bài ngửa hoặc là một cái tình huống bất ngờ khiến cho chúng ta cũng khá là khó suy đoán quý vị có cảm thấy yêu thích những cái kết như vậy hay không hãy bình luận cho tôi biết nhé còn à, bây giờ thì trễ rồi quý vị à, hãy ngủ sớm đi nạp thật nhiều năng lượng để ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời với tất cả quý vị nhé